À, trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi thân cầu ý để làm lễ tán dương ân đức Tam Bảo một cách phóng tắc. Và chúng tôi cũng xin quý vị hoan hỷ nha, là chúng tôi mới vừa từ Ba Mươi Thuộc về, mới về tới chùa là vào lúc khoảng 5 giờ hơn. Và sau khi coi bài lại thì chúng tôi sẽ nên tiếp tục giảng. Do đó sức khỏe cũng không lên được sung mãn như mấy lần trước. Quý vị quan hệ thông cảm ha. Bây giờ trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân cầu ý làm lễ tán dương đức Tam Bảo các quán tắc. Nam mô ta sa va va ta ra ta sa ma sa bon pha sa. Nam mô ta sa va va ta ra ta sa ma sa bon pha sa. Nam mô ta sa va va ta ra ta sa ma sa bon pha sa. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để lắng nghe chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lệnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh ẩn giá ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách vấn tắc, xin gia hộ chư chư Tôn Đức Tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm tự an lạc. Dạ, thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tới một cái tâm sở cũng được liệt kê vào cái tâm sở sân phận. Như chúng ta đã biết rằng cái tâm sở được gọi là sân phận đó, nó bao hàm một cái ý nghĩa tức là khó chịu hoặc là không hài lòng đối với những cái đối tượng, hoặc là đối với cái cảnh mà người đó đã nhận được. Mà đặc biệt ở chỗ này là cái cảnh phải là cái cảnh tốt nhưng mà lại không hài lòng. Như là những cảnh xấu mà không hài lòng thì cái chuyện đó thông thường khởi lên cái tâm sân đã là. Nhưng ở đây lại là một cái cảnh tốt nhưng mà lại là không có hài lòng. Và vì trường hợp gặp cảnh tốt mà không hài lòng đó, cho nên các ngài mới đưa vào một cái tâm sở sân phận. Và tâm sở này được gọi là tâm sở ích xa. Cái tâm sở ích xa này chúng ta có thể dịch là tâm sở tật, hoặc là nếu như dùng tiếng Việt chúng ta cho dễ hiểu, đó là một cái tâm sở ganh tị. Xin thưa quý vị, tâm sở ích xa hay là tâm sở ganh tị này, nó từ cái tiếp đầu ngữ ý, nó cộng cho căn số. Cái căn số này nó không phải là chữ số nhưng mà chúng ta thường gặp, tức là nó có nghĩa là diệu hoặc là thiện. Ví dụ như chúng ta có chữ số tham má thì được dịch là diệu pháp, hoặc là số kusalo, thiện, diệu thiện chẳng hạn vậy. Mà đây nó là từ cái ngữ căn, vì cái ngữ căn này nó lại có mang cái nghĩa khác, đó là sự đố kỵ hay là sự ganh ghét. Và vì theo cái ngữ pháp Pali là tiếp đầu ngữ ý mà nó gặp chữ s thì nó phải thêm một chữ s nữa, cho nên chữ ý mà cộng cho căn số thì nó là đúng ra là ít số, nhưng mà ít số này được biến tự trở thành một số nhiều, thì ra là ít xa. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ thấy ra được cái tiếp đầu ngữ và cộng cho cái ngữ căn đó, nó có cái tính chất gọi là đố kỵ hay là ganh ghét. Thì ở đây ganh tị hay là tâm sở ganh tị đó, nó có một cái trạng thái là không hài lòng trước hạnh phúc hoặc là sự thịnh vượng hoặc là sự thành công của cái người khác.
hoặc là không hài lòng trước cái sự thành đạt của cái người không phải là người thân của chúng ta. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng á, một người cha, một người mẹ mà thấy con mình không học không giỏi bằng con của người khác, hay là thấy con người khác học giỏi hơn con mình, con người khác nó khỏe hơn con mình, con người khác nó có sự thông minh hơn con mình, thì đâm ra không hài lòng với con của người khác. Mà người cha người mẹ đó chỉ muốn rằng con mình là lúc nào cũng là số 1, con mình đẹp hơn con người, con mình thông minh hơn con người, con mình giỏi hơn con người khác. Mà khi thấy con người khác mà có những cái điều mà tốt đẹp hơn con mình thì không hài lòng. Điều này để nói lên không phải chỉ riêng, không phải chỉ riêng là cái sự thành đạt của người khác đối với mình, mà bao hàm luôn cả cái thành đạt của người khác đối với những cái gì thuộc về của mình, tức là cái sở hữu của mình. Chúng tôi điển hình cho quý vị thấy như vậy thì cái tâm sở ganh tị này nó gặp được một cảnh tốt, tức là nó gặp được một sự thành đạt, một sự thịnh vượng, một sự sung túc, một sự mãn ý của người khác, nhưng mà nó lại khó chịu. Do đó chúng ta mới thấy rằng đối với một cái tâm sở này nó lại là rất là quan trọng thôi vậy. Tâm sân chỉ là một sự khó chịu thôi, có đôi khi nếu chúng ta biết dằn được thì nó là tốt đẹp. Nhưng mà ở trên thế gian này, nó bị những cái cuộc đời nó chi phối vào trong tâm của chúng ta. Và nếu như chúng ta bám vào một cái bản ngã và bám vào cái ngã sở của mình thì mình sẽ không hài lòng trước những sự thành đạt của người khác. Chúng ta thí dụ ví dụ như một số môn đệ của một vị thầy và thấy cái vị thầy khác hơn thầy mình thì lại không hài lòng. Và từ chỗ không hài lòng đó nó có thể dẫn tới những cái điều không tốt đẹp. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng trong thời Đức Phật có 6 tôn chủ dị giáo, rồi khi Đức Thế Tôn ngài xuất hiện trên thế gian này và đem giáo pháp để khai mở cái cửa bất tử, thì bây giờ xem như những ngọn đèn sáng kia đã bị ánh mặt trăng hoặc là bị ánh mặt trời át đi cái học. Thế là chưa cần tới, chưa từng cần tới vị giáo chủ ra lệnh, mà có đôi khi môn đệ đó đã tìm cách xuyên tạc. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng Đức Thích Tôn khi tế độ được tướng quân Si Há, mà tướng quân Si Há này trước đây là môn đệ của Niết Bàn Na-ta-bu-ta. Và khi môn đệ Niết Bàn Na-ta-bu-ta, xin lỗi, khi tướng quân Si Há muốn đi nghe pháp Đức Thích Tôn thì chính những môn đệ của Niết Bàn Na-ta-bu-ta mới cản trở ra. Này tướng quân, ông là cái người chủ trương hành động, nhưng mà Sa môn Gotama thì chủ trương, có một cái chủ trương hay là có một quan điểm là không hành động, vậy thì làm sao ông có thể đi nghe được. Nhưng mà
do cái hấp lực của đạo quả sẽ sanh lên. Cho nên một lần nọ thì tướng quân Sư Há ra đi mà không cần hỏi chủ Ni Canh Tháp của mình. Và sau khi nghe pháp xong thì ông đã khai mở được cái trí tuệ và chứng được đạo quả dự luôn. Rồi vào sáng hôm sau thì tướng quân Sư Há đã cung thỉnh ngay khi chứng quả dự luôn xong thì tướng quân Sư Há đã cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư Tỳ Khưu đến tư dinh của tướng quân Sư Há để cúng dường trai thịt. Và khi về tới tư dinh thì tướng quân Sư Há đã bảo những người gia nhân là đi tìm một con heo sữa đã chết để mà làm món bậc thịt cúng dường đến Đức Thế Tôn. Bởi vì thưa quý vị, bậc Dự Lưu không bao giờ có lên một cái tư tưởng là sát hại chúng sanh khác, dù rằng bằng thân hay bằng lời. Họ tức là không bảo chúng sanh khác phải đi sát sanh mà đi tìm những con vật đã chết để làm những cái món vật thực đó. Thì hay tin rằng tướng quân Sư Há làm cái món thịt heo sữa để mà cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng, thì lập tức các môn đệ của Ni Canh Tháp Na La Bồ Tát đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm trên các đường phố và rêu rao rằng Sa Môn Gotama cùng chúng đệ tử biết rằng tướng quân Sư Há giết một con heo sữa để làm vật thực cho mình mà vẫn cứ dục. Khi đó Đức Thế Tôn ngài hiểu rõ và ngài hỏi tướng quân Sư Há. Tướng quân Sư Há bạch Đức Thế Tôn, đây là vật thực hợp theo lẽ đạo, đúng theo đạo đạo. Dĩ nhiên Đức Thế Tôn biết rằng bậc Dự Lưu không bao giờ có hành động sai người khác giết, hay là bảo người khác giết, hay là tự mình giết. Nói điều này cho chúng ta thấy rằng là trước sự tốt đẹp tức là sự mà cúng dường đối với chúng sanh, bất kỳ chúng sanh thì đó là một cái điều tốt. Nhưng mà vì cái tâm ganh tị nó sanh khởi lên như vậy cho nên khó chịu. Và xin thưa quý vị, nguyên nhân mà sâu xa nhất để mà nó phát sinh lên một cái ganh tị đó là cái gì? Xin thưa quý vị, nó chính là từ cái chữ từ cái mana, tức là từ cái ngã mạn, tức là cái hạnh diện, cái điều mà mình có hoặc là tự tôn cái điều mình có. Nhưng mà chính những cái điều này đã bị người khác vượt qua, cho nên không hài lòng. Nói cách khác đó là do cái ngã mạn quá mạnh, cho nên sẽ khó chịu khi có cái cảm giác rằng cái tôi hoặc là cái của tôi nó bị va chạm mạnh. Thí dụ như là cái lợi đắc của tôi, hoặc là cái danh tiếng của tôi, hoặc là cái đồ chúng của tôi thì nó bị va chạm, cho nên mình cảm thấy không thích thú, không hài lòng. Mà điển hình như chúng ta thấy nè, thí dụ như trong cái mùa dân y này chẳng hạn vậy, thì đối với một cái chùa A làm của lễ dân y, và nhìn thấy một cái chùa B cũng làm của lễ dân y, nhưng mà cái chùa mình á thì số Phật tử là 100-200 người, nhưng mà thấy số Phật tử của một chùa B nó vượt lên tới 500-600 người hoặc cả ngàn người thì đâm ra khó chịu. Nhưng mà cái cảnh đó là cảnh tốt, bởi vì tất cả mình đều làm gì phước được, là mình mừng vô cùng. Nó chỉ sợ bạn không làm phước thôi. Nhưng mà bạn đã làm phước là dù ít hay nhiều, dù lớn hay nhỏ, thì đó là một cái điều tạo một cái nghiệp lành. Bởi vì sao vậy? Nếu như không có ngẫm sâu xa đó, thì ngẫm nghĩ rằng cái số lượng Phật tử mà đi tới cái chùa mình á
à, nó ít ỏi à, cái thu hoạch mình nó kém à, số lượng con Phật tử kia đi tới cái chùa kia nhiều à, rồi thành ra cái số thu hoạch à, của cái chùa kia nó tăng, tức là cái lợi đất của chùa kia nó tăng hơn cái lợi đất của chùa mình. Anh đâm ra khó chịu không hài lòng. Nhưng chính người này không có suy nghĩ sâu xa rằng à, bao giờ mà nếu chúng sanh hành thiện thì bây giờ ở nơi ấy sẽ được an lành à, mà nếu như chúng sanh nào mà không hành thiện à, nếu mà cái vùng đó không là thực hành những thiện pháp thì cái vùng đó nó sẽ dẫn tới à, nhiều cái tai ương à, nhiều cái à, điều bất trắc à, chẳng phải cho một người mà cho hai người, mà đôi khi có chung một vực à. Ở đây như trong câu chuyện bổn sanh tiền kiếp Bồ Tát chúng ta là có cái vị vua có cái biệt hiệu là gương mặt sáng, và ngài rất là nổi tiếng thông minh à, hầu như là những cái việc gì mà khó khăn ở trên thế gian này à, ngài cũng có thể suy tư và đoán ra được à, cái nguyên nhân nào nó khiến cho có một kết quả này. Thì bây giờ có vị nông dân à, vì một cái điều khó xử à, mới đi lên gặp vua có gương mặt sáng à, trên đường đi đó à, vị này cũng mệt mỏi chân ghé vô một cái khu vườn, trong đó có một nhóm đạo sĩ đang tu tập. Thì nhóm đạo sĩ này mới hỏi là này gia chủ, ông đi đâu vậy à, thưa các ngài, con đi lên tới gặp đức vua có biệt hiệu là gương mặt sáng để hỏi những cái nghi vấn của con. Ồ, chúng ta cũng có một cái nghi vấn à, chúng ta cũng có nghi vấn à, là nhà ông sẽ hỏi giùm chúng ta rằng á, xem đức vua có biệt hiệu là gương mặt sáng á, giải thích giùm ta. Là trước đây khu vườn này á là hoa rất thơm, trái rất lớn và rất ngon ngọt, nhưng mà về sau à, vì sao mà trái cây nó không được à, to lớn và nó cũng không còn ngon ngọt như xưa, hơn nữa bông rất là nhỏ, nó không còn cái hương thơm thù diệu nữa. Ta à, nhận được cái lời giao phó của nhóm đạo sĩ đó à, người nông dân này đi tới gặp đức vua có gương mặt sáng à, và hỏi lên vấn đề này, thì đức vua ngài mới trả lời rằng á, sở dĩ trước đây cái khu vườn đó cái hoa lớn và nở hương ngào ngạt và trái rất lớn và đầy hương vị, bởi vì những nhóm đạo sĩ trước đây ở nơi đó đã thực hành giới định tuệ một cách tốt đẹp. Nhưng mà nhóm đạo sĩ sau này thì không có thực hành được cái giới định tuệ một cách à, chu đáo, tốt đẹp, cẩn trọng. Cho nên à, những cái cây trái đó nó trở nên nhỏ và à, không có à, hương thơm thù diệp. Vì quý vị sẽ thấy là cái câu chuyện này á, là Đức Phật ngài dạy chúng ta cái nơi nào mà có chúng sinh mà thực hiện cái việc lành nhiều à, thì cư dân do đó rất là an lành à. Mà bây giờ nơi nào mà cư dân mà thực hiện những cái việc lành mà nó khiếm khuyết hoặc là không có tạo việc lành à, thì nơi đó nó sẽ có những cái tai ương à, có những bệnh dịch hoặc là những bệnh nạn đói hoặc là những thiên tai v.v. Cho nên khi mà mình nhìn thấy người ta tạo phước nhiều á, mình hân hoan à. Rồi Đức Phật ngài dạy á, khi mà chúng ta buông bỏ ra đi á à, thì chúng ta chỉ còn lại cái gì? Rồi chúng ta chỉ còn lại cái thiện nghiệp với cái bất thiện nghiệp mà thôi. Những cái gì mà của thế gian chúng ta cũng phải bỏ lại hết thôi. Nhưng mà chúng ta ôm ấp một cái sự ganh tị đó thì nó làm khổ cho bản thân chúng ta. Hoan hỷ với người, cái hạnh phúc của người khác à, xin thưa vậy, một cái quả phước của một cái người mà không ganh tị với quả phước của người khác à, vì sau này sẽ là người có đại uy lực. Gì mình vui với cái hạnh phúc của người khác thì tâm hồn chúng ta rộng mở à.
tâm hồn chúng ta nó không bị co cụm lại, và trạng thái chúng ta vẫn cứ hân hoan. Nếu khéo léo nữa thì chúng ta nhân cái dịp đó mà chúng ta tạo một cái phước lành cho mình. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là nó xuất phát từ một cái sự tự tôn hay là cái mạnh hãnh diện của bản thân mình. Những điều tốt đẹp mình đã có, nhưng mà cái điều tốt đẹp này nó đã bị người khác vượt qua mặt. Xin thưa quý vị, chính cái sự ganh tị này nó làm tổn thương với cái gì? Xin thưa quý vị, nó tổn thương cái tâm hoan hỷ. Mà nếu trong lúc mà thực hành thiền tịnh ở trong đời sống hàng ngày mà chúng ta cứ ôm ấp cái mối ganh tị, cái mối chịu bất bình trước hạnh phúc người khác, thì cái tâm của chúng ta nó khó có thể nó khởi lên cái sự hân hoan. Mà cho dù nó khởi lên một sự hân hoan chăng nữa thì cái hân hoan này nó nhằm đáp ứng với cái sự tự tôn, hoặc là cái sự hãnh diện, hoặc cái gì mình có, mình tự mãn cái điều đó. Nó thuộc về dạng bất thiện chứ không phải thuộc về dạng thiện. Thì trong thiền tập mà tâm mình nó không có được hân hoan theo cái thiện pháp, thì xin thưa vậy chi hỷ khó có thể sinh khởi. Mà trong thiền tập của chúng ta nhớ rằng là chúng ta cần phải có năm chi thiền. Thứ nhất là diệt trừ được cái đè nén được cái hôn trầm thủy miên bằng chi tâm. Thứ hai chúng ta đè nén được cái chi tứ xin lỗi đè nén được cái chi hoài nghi bởi chi thiền tứ. Thứ ba là chúng ta đè nén được cái sự sân bởi cái tâm hoan hỷ. Nhưng mà ganh tị cách nào làm cho tâm cái hoan hỷ được sinh khởi? Cho nên các giáo thọ sư đã dạy rằng sự ganh tị sẽ làm tổn thương tới cái tâm hoan hỷ, mà đặc biệt nữa là nó làm diệt mất đi một cái tâm tùy hỷ, một trong tứ vô lượng tâm. Trong tứ vô lượng tâm chúng ta có đó, từ bi hỷ và xả. Nhưng mà ganh tị này thì nó sẽ diệt mất đi cái muruta, tức là cái sự hoan hỷ đối với hạnh phúc người khác. Rồi xin thưa vậy, thông thường thì ganh tị nó sẽ khởi lên giữa những đối tượng ngang bằng với nhau, có cái trạng thái tương đương với nhau. Như điển hình chúng ta thấy rằng những học sinh cùng lớp với nhau ganh tị nhau từng điểm một. Thấy người kia mà trả bài đó mà được thầy cho 10 điểm chẳng hạn vậy, thì dưới này có một số học sinh đó, nó cũng khó chịu. Mà thấy vậy nghĩ rằng cái 10 điểm đó là anh này nó hưởng nhưng mà anh kia hưởng, nó không hài lòng. Tức là một sự ganh đua, theo cái kiểu ganh tị theo thời học sinh mà chúng ta từng có. Tranh từng điểm một hay như vậy. Hoặc là những bác sĩ thì sẽ ganh tị với bác sĩ khác. Khi thấy phòng mạch của mình là thưa thớt không có ai, mà cái phòng mạch của người bác sĩ kế bên thì nườm nượp, khiến cho không có kịp mà để mà chẩn bệnh cho bệnh nhân. Hoặc là cái cửa hàng này sẽ ganh tị cửa hàng khác. Khi thấy cửa hàng mình là vắng khách mà cửa hàng khác thì lại là đông khách, nhà hàng như vậy. Như vậy thì điểm thông thường là sự ganh tị lên giữa ngang hàng với nhau, tức là những cái đối tượng ngang với nhau chứ không phải là thấp. Thí dụ vị thiền sư này thì sẽ có thể ganh tị với vị thiền sư kia khi thấy người ta theo học mình đông. Vị pháp sư này sẽ ganh tị với pháp sư kia
À, khi thấy vị pháp sư đó được hội chúng khen ngợi, hoặc là được danh tiếng, được lan xa, được nhiều người ái mộ, vân vân. Mà trường hợp này chúng ta thấy ở trong kinh điển cũng có ghi. Một lần nọ, ngài La Lú La Dí thấy Đức Xá Lợi Phất thuyết giảng pháp được hội chúng ái mộ. Ngài mới nói là đâu phải chỉ ngài Xá Lợi Phất mới thuyết pháp được, tôi cũng thuyết pháp được vậy. Đại chúng nói vậy thì một hôm nào đó xin thỉnh ngài thuyết pháp. Nhưng mà khi mà thỉnh ngài đó thuyết pháp rồi thì ngài lúc đó là không nói lên được tiếng nào cả. Cho nên cuối cùng cũng bị thất bại. Nêu ra những điều này cho chúng ta mới thấy rằng thông thường là như vậy, nhưng mà cũng có những cái trường hợp người thấp kém lại ganh tị với cái người cặp, chứ không phải là không. Nhưng chúng ta thấy rằng cái người nông dân cũng có thể ganh tị người giàu có. Như hả vậy? Chỉ mình nhìn thấy mình ở một cái căn nhà nó không có được tốt đẹp, thì khi gặp người giàu có đó thì tìm cái lỗi của người giàu có đó. Ông đó ông đâu có tài cán gì đâu, cái ông đó giàu có bởi vì do thừa hưởng của phụ ấm, vậy chưa? Hỏi chứ không phải không. Cho nên á, quý vị thấy rằng á, nếu như cái người mà thông học nhiều, hiểu rộng, thì đôi khi người đó sẽ không có sự ganh tị. Mà trái lại cái người nào mà không chịu học, không có chịu tìm hiểu, thì đôi khi có ganh tị, để sợ đó mà người khác hơn mình. Ví dụ như giờ trong cái hội chúng này, một người có biết nhiều cái ngôn ngữ, nào là tiếng Anh, nào tiếng Pháp, tiếng Đức hay là tiếng Hoa, thì thấy người ta học tiếng A, tiếng Anh á, là cũng thản nhiên bình thường. Bởi sao? Bởi mình biết được tiếng Anh. Rồi thấy người ta học tiếng Nga, tiếng Hoa chẳng hạn vậy, cũng bình thường, bởi vì mình cũng hiểu tiếng Hoa. Nhưng mà ngược lại á, ở những người mà lớp 5, lớp 10 họ thì ngăn cản, không cho người khác dọt lên lớp 11 hoặc là đại học hay là trung học hay là cao học như vậy. Nhưng mà nếu ông tiến sĩ thì không thoải mái, các con học đi con, học để cho có được ra tiến sĩ. Còn nhưng mà như trình độ một cái người mà lớp 12 chẳng hạn vậy, thấy người khác tốt nghiệp lớp 12 rồi nè, thi đậu đại học đó, thì bắt đầu sợ. Chính cái sợ đó nó đâm ra nó có những cái cản trở. Nó nói thì lo tu đi, học làm gì. Nhưng mà xin thưa vậy, cái ngôn ngữ luôn luôn là nó theo cái chiều thời gian để mà nó có những cái từ mới, và đồng thời nó cũng sẽ mất đi một số từ cũ. Và đối với trên phương diện mà giảng pháp á, thì chúng ta cần phải cập nhật hóa những cái từ, chứ ta không phải mà mình cứ những dùng những từ cổ, những từ gõ nhiều khi giờ chẳng ai hiểu. Bởi sao? Bởi vì cái ngôn ngữ được cập nhật quá như vậy. Ví dụ như trước đây chúng ta thấy rằng á, cái từ virus thì trước đó nó không có, mà giờ nếu có chăng nữa nó cho những cái con vi khuẩn để mà nó làm hại để cơ thể. Nhưng bây giờ cái từ virus nó lại xuất hiện ở trong vi tính như vậy. Thì tiếng Bali là cổ ngữ đúng. Chúng ta học cái tiếng Bali, nhưng mà chúng ta biết được cái ý nghĩa của tiếng Bali để chúng ta cập nhật làm sao cho cái người nghe hiểu, chứ không phải ví dụ như chúng ta nói là bánh
chắc thanh phô hay là bánh chắc thanh tha. À, bánh chắc là số 5. À, thanh tha là ổn. À, thì bánh chắc thanh phô à, được dịch là ngữ vẫn, nhưng bây giờ ở trong cái thời hiện đại này thì thay vì chúng ta dùng ngũ quẩn cho một cái số người có học hỏi được kinh điển à, thì không nói làm gì. Còn những cái số người mới nó ngũ quẩn là cái gì à, mà nếu là chúng ta sẽ à, chuyển theo cập nhật quá chút, đó là năm nhóm à, hoặc là năm tổ hợp à, hoặc là năm cái tập hợp lại. Thì dĩ nhiên à, cái ngôn ngữ thông dụng đó à, khiến cái người mà chưa có biết được cái Phật pháp họ hiểu được à, à cái thân thể mình đây đó à, các ngài chia ra làm năm nhóm à, chẳng hạn vậy, hoặc năm yếu tố vân vân đại khái à. Mà chúng ta nắm được cái lý thì chúng ta sẽ không cần bàn cãi về cái từ à. Ví dụ như người xưa gọi là anicca là vô thường à. Còn bây giờ nếu ai mà biết được vô thường á thì cũng được à. Còn nếu mà như không biết á, mới giờ mới vô mà nghe một cái vài bài pháp chẳng hạn vậy à, những cái thuật ngữ ví dụ như vô thường, thay vì mình nói vô thường theo cái tiếng Hán chẳng hạn vậy, thì mình nói là nó có sự thay đổi, nó có sự à, biến đổi vân vân à, nên người ta hiểu ngay. Cái gì nó cũng có sự thay đổi hết, cái gì nó cũng có sự biến đổi hết. À, cho nên cái vị pháp sư cần phải cập nhật hóa những cái ngôn ngữ à, để vận dụng ngôn ngữ đó để mà truyền đạt, bởi vì cái vị pháp sư cần phải truyền đạt, mà truyền đạt làm sao không phải để mình hiểu mà để người khác hiểu à, đó là mình nói tới có một cái sự thành công. Còn nếu như không thì mình nói mình hiểu, xin thưa mình nói mình hiểu thì chuyện đó nó không phải là truyền đạt, mà nói làm sao cho người ta hiểu ừ, đó là mới là sự truyền đạt à. Và nhất là tránh những cái từ mà nó khó hiểu à, như vậy đó thì mà nhi mình đọc nhiều à, mình học nhiều thì mình có thể hiểu được một số từ cập nhật à, mình sử dụng đó thì nó rất là tuyệt, nó không phải là cái điều vô ích à. Nhưng mà về á cứ mãi mê à có cộm mà thành ra là khi nói ra cũng là thí dụ như vậy nha. Ví dụ như là à chiếu kiến giai không như hạn vậy à, sắc bất thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Để nói như vậy đó, ai có học đó thì mới hiểu, còn không hiểu đó, ai không học đó thì đâu gì hiểu. Chúng tôi nãy giờ mới nói cái gì à, mà thấy như mình nói bạch văn ra đây à, à sắc tức là không phải sắc, nhìn nó sắc nó không phải sắc à, à sắc tức thị không à, rồi sắc bất dị không, mà sắc á nó không phải là không chẳng hạn vậy à, vậy vậy cái ngôn ngữ của Việt Nam mình bây giờ lúc này nó cũng có nhiều lắm rồi à, cũng có thể đủ sức mình chuyển tải à, dĩ nhiên chúng ta không bài bác những cái ngôn từ cổ, nhưng mà chúng ta phải cần phải hiểu thêm một cái số từ hay vậy à, để trên đó là cái nhiệm vụ hoằng pháp của mình à, nhưng mà gì mình có cụm vậy cho nên thấy người khác học à, đã cấp bằng nào cử nhân thạc sĩ mình không có, mình cảm thấy mình khó chịu à, mình cảm thấy mình không hài lòng à, chẳng hạn như vậy à, thì đó là điều mình làm cho thối chuyện à, xin thưa quý vị, đó là những cái trường hợp mà chúng tôi đơn cử quý vị, nhưng mà trường hợp này thì nó người nhỏ mà ganh tị người lớn á à, như là người nông dân mà ganh tị người giàu á thì nó hiếm thôi, nhưng mà thông thường á thì giáo sư
ganh tị da sệt. Bác sĩ ganh tị, đúng rồi, cần phải có học nhiều. Mấy thứ mọi người dạy rằng ba phút tăng e tăng năng ra mất tập. Cái người mà đa văn đó là một cái hạnh phúc cao thượng. Mangala Muttama, Mangala là hạnh phúc, Uttama là cao tổ. Mà bao phút sách chăng rất là nghe nhiều, mà đa văn, nghe nhiều đây có nghĩa là học nhiều. Ví dụ là trong tất cả các môn học không có môn nào mà chúng ta không có thể phát huy được, với một điều kiện là chúng ta học nhưng mà chúng ta làm giàu cho Phật pháp. Chúng ta làm không mất đi cái bản thể của Phật pháp, đó là việc làm của chúng ta, đó là việc làm của những người học Phật. Quý vị muốn giúp đỡ những người thân bằng quyến thuộc á, quý vị cứ bảo đi chùa đi rồi cúng dường đi, rồi cúng dường đi. Hồi này như vậy đó, đó là một cái điều sai lầm. Mình đưa cho người ta hiểu rằng là cái phước như thế nào, nó sẽ dẫn dắt ra sao cho nó có tính chất hợp lý. Mà muốn được như vậy là chúng ta phải vận dụng. Mà vận dụng cái gì? Vận dụng ngôn ngữ. Chứ không chi hồ giả giả, không phải. Khi nào nói chuyện mà chi hồ giả giả, nói những người nào hiểu được cái giả giả chi hồ. Còn nếu không thôi, mình chỉ sử dụng bạch văn mà không đẹp ha. Rồi bây giờ xin hỏi rằng có bao nhiêu cái danh tệ? Bao nhiêu cái danh tệ? Xin thưa vậy, có cái nhiều danh tệ mà chúng ta đơn cử ra thôi. Thứ nhất là danh tệ do lợi lộc. Cái này được là quan trọng nhất. Mà nhìn đâu nếu mà chúng ta không khéo á, thì chúng ta không kiểm soát được triều tâm chúng ta đó. Chúng ta thí dụ vậy nha. Cái hai vị sư cùng đi dự lễ chung, tức là làm lễ chung đi. Rồi á, người Phật tử hoan hỷ với một cái vị nào đó, cúng dường nhiều hơn, vậy cái bên nó cũng hơi khó chịu, khó chịu. Đó là về cái lợi lộc. Nó cũng cùng là tụng thời kinh như nhau, mà ông này thì được một số cúng dường cao hơn mình, mình lại thấp hơn, cảm thấy không hài lòng. Tức là cái anh bị về cái lợi lộc. Nè, ông cũng bài kinh đó, tôi cũng bài kinh đó, mà cũng vừa tí sự thì tôi ít hơn ông, cảm thấy khó chịu. Nhưng mà người đó không hiểu rằng, nếu hiểu sâu hơn nữa đó, thì sẽ hiểu rằng cái người này á là trong quá khứ đã từng gieo nhân phước về bộ thí cũng vừa, cho nên như vậy mà cái người này lại hưởng hơn mình. Mà mình sẽ dĩ ở trong quá khứ mình không có gieo cái nhân bố thí cúng dường, cho nên mình thấy cái mà trường hợp này ở đâu ra? Xin thưa vậy, trường hợp này nằm ở trong kinh Tạng, hoặc là nằm trong bộ sứ giải. Là có lần nọ Đức Thế Tôn cùng với chư tỳ kheo từ chư tăng 500 vị đi khất thực. Sau khi đi thức ra khất thực thì gặp được một nhóm trẻ thơ. Đức Thế Tôn cùng 500 vị đi ngoài đám trẻ thơ này không cúng dường ai hết. Rồi Đức Maha Kassapa đi tới. 500 đứa trẻ nó hoan hỷ, nó cũng cúng dường tới cho Đức Maha Ca Diếp cái bánh rất là ngon. Rồi Đức tập thể dụng cách đầy đủ mà không hề thiếu thốn. Chứ thì con nói đám trẻ này nó cũng coi mặt. Đức cùng với mình đi ngang vậy, nó không cúng, nó cúng cho Đức Maha Ca Diếp.
Đức lâu ngày mới rầy đó. Đây là cái phước của Mát Hàng Cà Di, rất là đại Cà Di. Mọi cái trường hợp mà chưa thì khu mà chết trách vậy đó, thì đó là biểu hiện một cái sự ganh tị về cái lợi lộc. Dĩ nhiên chưa từ khu phạm thôi, chứ các thánh tăng thì không bao giờ. Ở đây là cái lợi lộc, mà xin nói vậy, cái lợi lộc là cái nguy hiểm nhất. Rồi thứ hai nữa là danh tị, do danh tiếng, tức là sự động vọng. Con gà thì ghét nhau tiếng gái, con người nó lại ghét nhau cái danh tiếng. Mà xin nói vậy rằng nếu như không khéo kiềm tâm lại, nếu mà bị rơi vào cái ganh tị về cái danh tiếng đó, thì sẽ dẫn tới những cái ác nghiệp rất là lớn sau này. Mà bằng chứng ở chung trong kinh bản chúng ta thấy rằng á, khi ở thành Kosami thì cái hàng cư dân ở thành Kosami gặp các chư thì khưa thì hỏi là bạch ngài, cái ngài có thấy Đức Xá Lợi Phất ở đâu không? Bạch ngài, ngài có thấy Đức Ma Ha Ca Diếp ở đâu không? Bạch ngài, ngài có thấy Đức Mục Kiền Liên ở đâu không? Bạch ngài, ngài có thấy Rê Quá Tá ở đâu không? Thì xin thưa quý vị, chính Đề Bà Đạt Đa là cái người ở thành Kosambi, ở tự viện Kusparama. Ông nghĩ rằng mình ở đây nè, mà cư dân coi mình không ra gì hết. Cứ hỏi tìm, hỏi Đức Xá Lợi Phất, hỏi tìm Đức Liên, hỏi tìm Đức Ca Diếp, hỏi tìm Đức Rê Quá Tá. Ta phải kiếm một cái đại thiết chủ gọi là đặc biệt để cho dân thành này biết cái quy luật của ta. Và ngài đã dùng thần thông để nhiếp phục, thu phục vua A Xà Thế. Và từ đó nó tạo ra một chuỗi nghiệt ngã sau này. Nếu như thản nhiên rồi phước anh ấy hưởng, người nào làm nhiều phước người đó sẽ hưởng. Đây là cái quả thiện của người thì chắc chắn là không có những cái sự kiện mà Phật giáo chúng ta phải đau lòng. Tức là với một cái gì mà giới hạnh Phật thanh cao, chứng đắc được ngũ thiền bát thông, xin lỗi, bát thiền ngũ thông, đến nỗi mà Đức Xá Lợi Phất phải tán thán ở thành Vương Xá, mà chỉ vì cái ganh tị tranh tiếng một chút xíu đó thôi, để trở thành là những cái nghiệt ngã khiến chúng ta cũng cảm thán. Dĩ nhiên nghiệp quả ai nó mang rồi, nhưng mà với một công hạnh giới hạnh thật thanh nghiêm, với chứng đắc được những tầng thiền rồi những năm phát thần thông, mà chỉ vì có cái danh tị bởi danh tiếng mà dẫn tới những cái nghiệt ngã khiến cái người mà Phật giáo chúng ta đó cảm nghĩ cũng hơi xót xa, và có thể làm phải cảm thán. Đúng đó là cái bài học của chúng ta. Thưa quý vị, đó là cái danh tị do cái trọng vọng. Cái danh tị thứ hai là sự tôn vinh, tôn vinh, tức là sự tôn sột chẳng hạn vậy. Cái vấn đề mà danh tị mà do cái tôn sùng đó, chúng ta thấy cũng rất là nhiều. Quý vị mà khéo léo quan sát lại, khéo léo quan sát hai vị tỳ khưu đi chung với nhau mà gặp người Phật tử nào quay lại mà chấp tay đảnh lễ vị thứ nhất, mà vị thứ hai mà không đảnh lễ đó nha. Thì nhìn lại chút xíu thấy gương mặt cái vị kia dù không nói ra mà lòng cũng không vui lắm. Nếu mà sự cung kính đó, cái người này cung kính, cái người Phật tử cung kính người A, thì người Phật tử đó tạo cái nhân cung kính tốt, mình hoan hỷ với nhân đó đi. Còn cái người B nhận được cái cảnh đó là bởi vì vậy đó có một ân đức nào đó, hoặc có một nhân duyên nào đó, về mình hoan hỷ với cái quả phước của người.
Thứ nhất mình nhìn vậy đó, mình hoan hỷ nhân phước của người, rồi mình hoan hỷ với cái quả phước của người. Vậy thì tâm chúng ta an lặng phước còn bởi vì sẽ quan sát luôn nha, ở trong những cái cột đại lễ chẳng hạn vậy, ngồi trên một hàng vậy đó, còn vậy này được á, hôm nay cuộc lễ thì có sự hiện diện của ngài hòa thượng này, vị thượng bọ kia, thượng tọa nọ, có vị nào đó mà quên được giới thiệu, hãy quý vị nhìn chút xíu thôi. Mỗi cái gì đó mà tầm tỉnh được ha, thì quý vị sẽ thấy thán phục. Rồi nếu không vậy đó, dù không nói ra mà gương mặt nó cũng hơi đổi màu một tí. Nhưng mà có gì đâu, chẳng có gì cả. Nếu khéo léo thì chúng ta cứ mỉm cười thoải mái vô tình. Đó là cái sự mà tôn sùng. Xin thưa vậy, tiếp theo nữa là cái ganh tị do tín ngưỡng. Tức là thấy cái giáo thuyết của mình hay quan điểm của mình mà nó có nhiều cái lật lạc, và người ta chỉ ra những cái lật lạc đó thì mình không chấp nhận. Bởi sao? Bởi vì đó là cái cũng giống như là cái chiếc bè của mình vậy. Nhưng mà cái chiếc bè đó đó nó có những cái khuyết điểm. Nếu mà nhận thức được những cái khuyết điểm đó và mình kịp thời mình thay đổi những cái thanh gỗ đó đi thì chiếc bè mình nó tốt đẹp hơn. Nhưng mà không, đây chiếc bè của tôi là chiếc bè số 1. Cho nên á, nó có ganh tị về cái tín ngưỡng, rồi nó dẫn tới những cái xuyên tạc. Không có. Mà trường hợp này đó chính là Bồ Tát của chúng ta. Bồ Tát chúng ta ngày xưa trong thời Đức Phật Ca Diếp, ngài cũng được cái hội chúng tôn tôn sùng, và ngài là một Bà La Môn rất thông thạo về Ba Tạng Phật Đà. Và cái tín ngưỡng của Bồ Tát của chúng ta thời ấy nó chính là Ba Tạng Phật Đà. Cho nên á, mày là ngài kết bạn với một cái người thuộc giai cấp không có được tốt đẹp, tức là người thợ làm lò gốm. Cho nên vị làm thợ lò gốm này có cái được gọi tên, được gọi tên mà chưa chắc thật sự là tên, là Khatikara, tức là người làm đồ gốm, tức là làm lưu, làm chậu, làm những vật bằng đất sét đó. Mà vị này là Thánh A-la-hàm. Và các bạn thân về mối tình tri kỷ, và nhận thức rằng bạn mình đang sai lầm, cho nên ngài Khatikara mới nói với bạn mình chính là Bồ Tát Chu Tí Ba La. Này bạn hãy đi nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa đi. Ngài khất người bạn thân mình không chịu ủng hộ quan điểm mình đi ủng hộ quan điểm gì kỳ quá. Cho nên nói ơ công Sa Môn nó có thuyết gì đâu mà giảng, chỉ câu nói đó thôi mà phải 6 năm khó hành về sau. Một cái rồi ở trong chú giải pháp cứu cũng có một cái sự khác nữa, một câu chuyện khác là có hai người bạn thân với nhau, một người thì theo quan điểm của Niết Anh Thát Na Tam Bồ Tát, một người thì theo quan điểm của Đức Thế Tôn, thì cả hai cùng lôi kéo lẫn nhau. Cái người đệ tử của Niết Anh Thát Na Bồ Tát mới nói với người bạn mình đó, này bạn sao bạn không đi tới nghe bậc đạo sư tôi giảng pháp. Nhưng mà cái người mà theo quan điểm của Đức Thế Tôn, tức là giáo pháp này, thì đã bậc A-la-hàm, xin lỗi, bậc dự lưu. Cho nên cũng khuyến khích lại nó, thôi bạn hãy nghe
à, Đức Thế Tôn là của tôi giảng pháp, hai người đều cứ căng nhưng mà vẫn giữ tình bạn. Thì một lần nọ để làm cho người bạn mình sáng mắt ra thì vị môn đệ của Đức Thế Tôn mới lần là cái người trưởng giả kia mới nói rằng bạn hãy nên cúng dường đến cái vị tôn sư của tôi cũng như cái đồ chúng của tôi. Cái vị trưởng giả mà đệ tử Đức Phật nói ồ sao bạn không nói sớm, bạn anh nói thì chúng tôi cũng thể cúng dường, những ngày mai tôi xin cung thỉnh 500 vị tới tư dinh tôi cúng dường. Thì trong đêm đó ông cho đào một cái hầm rất lớn và dưới hầm đó ông để những vật hôi thối, tức là phẫn, lót những cái lá chuối ở trên đó ngụy trang giống như là một cái tấm thảm để trên. Mà khi những cái môn đệ có vị giáo thì tới thì ngài đứng trước cái vị trưởng giả này, đứng trước cái miệng hố mới nói rằng là xin thưa các ngài, nếu các ngài là người có được thần lực, xin hãy hiểu biết rằng ở trong nhà tôi không có cái món vật thực gì để cúng dường các ngài cả, mà chỉ có hầm phẫn không thôi. Nếu các ngài biết, xin các ngài hãy trở về. Ngài nghĩ vậy. Thì bây giờ trong nhóm môn đệ đó có những cái môn đệ dị giáo đó bật cười lên. Cái trưởng giả mà đệ tử Đức Phật hỏi bạch ngài gì sao ngài cười à? Nó ta nhìn thấy con khỉ nó vừa rớt xuống cái sông Hằng, nó đang lội lẩm bẩm, nó bắt tức cười là cười. Vì trưởng giả nó xa như vậy tới bờ sông Hằng mà ngài còn thấy được thì xin ngài ấy thấy dùm là ở bên trong chỉ là hầm phở, chứ là ngài nói trong tâm vậy thôi chứ không có nói ra trong miệng. Và khi mà dàn hàng ngang xong á mới thỉnh vô, thì thỉnh vô vừa ngồi trên ghế xong thì giật cái tấm thảm này. Cả nhóm là rớt xuống hầm phận rồi ngồi lên. Vì khi mà sự kiện này xảy ra đó là tình bạn bị gãy đổ. Vì nó là tại sao mà làm dám làm nhục cái thầy của ta cùng với những cái huynh đệ của ta như vậy. Tuyệt giao thời gian. Nhưng mà sau khi mà tuyệt giao rồi ngẫm nghĩ là mình tuyệt giao là mình dạy. Ông đã làm xấu thầy tôi cũng giống như là những chư huynh đệ tôi, thì thù này tôi sẽ trả. Cũng lần la xong mới hỏi là này bạn, tại sao bạn đi ghé chùa Kỳ Viên vậy? Thì gặp dịp á vị trưởng giả đệ tử Đức Phật ngày tán thán Đức Phật, ông này giả giờ quan hỷ, ồ vậy mà tại bạn không báo tôi biết, tôi xin cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng với chư tăng ngự tế tư dinh to để tôi cúng dường. Nghe vậy vị trưởng giả mà đệ tử Đức Phật hoan hỷ vô cùng, bạn mình đã chuyển tâm. Nhưng mà không ngờ ông này về là ác ý sinh khởi lên cho đào một cái hầm thật sâu ở dưới chứa đầy những lửa đỏ ở bên trên cũng ngụy trang như vậy. Là buổi sáng vị trưởng giả đệ tử Đức Phật đi tới hỏi này bạn, những vật thực nào cúng dường cho Đức Tôn đâu? Này bạn, đây là cháo nè, đây là cơm sữa nè, đây là vật thực của vật, nhưng mà trong đó toàn là nồi không không tức là không có món gì cả. Xin thưa quý vị, thì tới giờ Đức Thế Tôn còn chưa tăng tới, vị trưởng giả kia cũng y theo cái cách thức của vị trưởng giả bạn mình. Mà nói rằng quy luật của nhà này là tất cả đều đi tới một chỗ cùng ngồi lên. Đức Thế Tôn cùng chưa tăng cũng đi tới, ông giật cái tâm thảm và xin thưa vậy, từ trong lửa đỏ những cánh bông sen hiện ra đỡ chân Đức Thế Tôn cũng như chư thị khương. Cho nên cái mẫu chuyện này có một cái giai thoại gọi là hoa sen trong biển lửa. Và khi đó ông trưởng giả kia ông cảm thấy nóng nảy quá, hoảng hồn chạy đi kiếm người bạn trưởng giả này, bạch ngài, ngài hãy cứu tôi á. Ở trước đây kêu bằng bạn, bây giờ là nóng bức chịu không nổi, khủng khiếp, mới kêu là bạch ngài, xin ngài hãy cứu tôi á. Rồi xin thưa vậy,
cái vị trưởng giả đệ tử của Đức Thế Tôn này mới hỏi rằng này bạn, vậy hồi sáng bạn chỉ những cái vật thực, đây là cơm sữa, đây là những vật thực thượng vị này này kia kia thì như thế nào? À, bạn ơi, chỗ đó chỉ toàn là cái nồi trống không mà bạn ơi, không có cái vật gì hết á. Vậy thì bạn cứ về mang cái đó đi ra cúng dường Đức Thế Tôn. Nói ra thì cái gì mà sáng ông bảo rằng đó, đây là cháo sữa thì cái nồi đó là cháo sữa, đây là cơm sữa thì nồi là cơm sữa và cúng dường. Và nhân đó Đức Phật ngài thuyết pháp tới độ, và ông trưởng giả kia đã quay về chánh pháp chứng quả dự luôn. Cho nên ở đây chúng ta mới nói rằng cái ganh tị do cái tính ngưỡng. Tính ngưỡng mọi người có một cái tính ngưỡng, đừng bao giờ bài bác những tính ngưỡng người khác. Một người nông dân họ có tính ngưỡng, người nông dân họ có thể thờ thần ruột, thần đất, bởi vì họ nghĩ đó là cái nơi mà cung cấp cho họ những ngọn lúa tốt, và họ được no đủ. Người làm rừng họ có thể tin tưởng là những cái thần rừng che chở giữ gìn họ. Người đi biển họ tin tưởng là có những vị thần biển che chở họ. Những cái niềm tin thì ai cũng có. Và chúng ta không có nên mà nói về tín ngưỡng, mà chúng ta nói về một cái chân lý. Còn vấn đề mà người ta có nghe không nghe, đó là việc của người nghe. Còn việc chúng ta nói thì chúng ta đừng bài xích, nó nguy hiểm vô cùng. Không khéo mình ra vào bên phải, cho dù rằng mình là chánh pháp đi chăng nữa, nhưng phải tùy lúc mình nói, chứ không phải mình bảo thủ, không phải. Mà phải biết góp nhặt cái hay và biết bỏ trừ cái không hay. Xin thú vậy rằng có câu danh ngôn đó là ngay cái tờ báo lá cải cũng có điều để chúng ta học. Hoặc là có câu danh ngôn đó là chính những đứa bé cũng có điều để chúng ta học tập, chứ không phải chỉ người lớn chúng ta mới học tập. Không phải là chỉ người bậc đạo cao đức trọng chúng ta học đã đành rồi, đã đành rồi. Nhưng mà ngay cả những đứa bé chúng ta cũng có cái chúng ta học tập. Tờ báo tất cả là tờ báo mà đăng những tin nhảm nhí đó, chẳng hạn vậy. Mình cũng có coi trong những cái điều nhảm nhí đó thì vẫn có cái điều để học tập hay không. Nói gì nếu chúng ta không nói nhảm nhí, nếu chúng ta không có nói những cái điều mà thế gian họ cho rằng đó là cái điều xấu, chứ đâu phải không có những điều mình học đâu. Cái gì mà nếu chúng ta biết thì nó cũng sẽ có được tốt đẹp. Mà nhận thức của chúng ta là nhận thức chúng ta. Còn tín ngưỡng xin hãy để kịp. Và nếu có thuận lợi thì chúng ta giải bài theo chân lý. Theo chân lý dễ thôi. Nghe không nghe, nhận hay không nhận, đó là việc của người nghe. Nhưng mà không có bao giờ có ý nghĩ gì khác. Đó là cái việc làm của chúng ta vậy. Xin thưa vậy. Rồi chúng ta có một cái dạng ganh tị khác, là ganh tị cái sự trọng vọng. Ganh tị trọng vọng. Mà điển hình chúng ta thấy á, thí dụ trong cái chùa này có, trong một cái chùa có khoảng chừng 5 sư. Một người đi chỗ tới thỉnh vị này, thỉnh vị kia, thỉnh vị nọ, mà có 2 sư không thỉnh thôi. Thì 2 sư nào đó mà nếu mà không có sâu xa thì bắt đầu khó chịu người Phật tử, kẻ khinh người trọng, cho là thỉnh trụ trì, thỉnh mấy ông lớn. Xin thưa, cần phải ví dụ như vậy. Mấy người tu là người lãnh đạo, nếu người tu mà không có diệt trừ ganh tị
thì nó sẽ dẫn đến một cái hội chứng luôn luôn canh tật. À, chú để gì hơn nha, thấy nha. Bởi vì nên nhớ rằng khi mà Đức Phật ngài dạy rằng này chư tỳ khưu, ngài muốn nói lên những cái người đang lãnh đạo của tinh thần. Bởi Đức Phật ngài dạy rằng này chư tỳ khưu, có năm điều bất hạnh đem tới sự bất lợi, sự bất an lạc, tổn hại cho nhân thiện. Này chư tỳ khưu, với vị tỳ khưu xuất gia lâu năm ở trong giáo pháp này là bậc nghe nhiều hiểu rộng, biết được những cái pháp theo đúng chân lý, nhưng mà vị ấy có tà kiến, vị ấy có điên đạo kiến, vị ấy nói phi diệu pháp, khuyến khích người khác thực hành phi diệu pháp và nhiều người nghe theo, đó là sự bất hạnh phúc, đó là sự bất an lạc, đó là sự tổn hại cho nhân thiện. Điều này nằm trong tăng chi kinh pháp nằm chi. Yên tâm, chúng ta nói như vậy bởi vì sao? Bởi vì những nhà tu là những người mà lãnh đạo tinh thần cho đại chúng. Nhất là mình tu lâu năm nữa thì nói thì người khác, nhiều người nghe, nhiều người nghe. Mà đã nói nhiều người nghe thì mình phải như thế nào? Chứ đừng chưa chú tiểu quỳ hơn nhớ nha, sư cũng là nhà sư nha, chứ không phải không nào, nhưng mà muốn nói là như vậy. Bởi vì nó là cái người lãnh đạo mà, người lãnh đạo. Mọi người lãnh đạo đi đúng hướng thì cái nhóm kia sẽ đi đúng hướng, đó là cái hội. Còn nếu mà mình là người dẫn đường mà dẫn sai thì nhóm học chúng kia nó sẽ sai. Yên tâm, yên tâm dần, không có gì đâu mà phải khó chịu, không có gì đâu mà phải khó chịu. Đó, rồi bây giờ chúng ta bước qua một cái ý nghĩa khác. Cái tâm sở ganh tị này có bốn ý nghĩa. Thứ nhất là ganh ghét cái sự thành đạt của người khác. Bây giờ quay qua Phật tử nha, quay qua Phật tử nha. Thấy của người thí chủ làm phước, cúng dường mời cả trăm vị sư, còn mình là không đủ khoảng chừng 10-15 vị sư. Họ thấy gì khác là chứng kiến vừa cuộc lễ của gì khác mời hàng trăm vị sư, cảm thấy không hài lòng, chỉ nghĩ rằng cái phước mình nó nhỏ, phước người ta nó lớn, bắt đầu khó chịu, Đây cũng là một cái trạng thái ganh ghét sự thành công người khác. Không phải là thành công về vật chất, mà bởi vì người này hiểu biết rằng cái phước là cái nơi nương nhờ có chúng sinh. Thấy người ta làm việc phước lớn, mình cúng dường khoảng chừng 15 vị, người khác cúng dường tới 100 vị, chắc phước mình nhỏ hơn. Xin thưa quý vị, nếu chúng ta hiểu thấu, hiểu một cách sâu xa hơn, xin thưa 8 vị trở lên đủ rồi, mà 10 vị đó thì cũng là trừ tăng. Bởi vì tăng nếu đếm chiếc có 8 là 4 đạo 4 quả, tăng nếu đếm đôi thì có 4 là dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả, a la hán quả. 8 vị được xem hội chúng ta, thì dù cho 100 vị, dù cho 1000 vị, dù cho 2 triệu vị, thì tất cả cộng là trừ tăng. Mà tất cả chẳng qua cái phước hữu vi có thể tăng thêm, nhưng mà cái phước đạo quả đồng đẳng như nhau, nếu như chúng ta hiểu điểm này.
Để cho hoan hỷ, mình hoan hỷ với cái hạnh phúc của người, hoan hỷ cái phước của người. Đâu cần gì phải so đo ha. Nên nhiều cái tự ra nó ỷ vào chẳng hạn vậy, không cần thiết. Mà hoan hỷ được cái hành động đó thôi. Và chúng ta hiểu được từ 8 vị trở lên như vậy, đó là tăng lại. Dù cho thỉnh hết chư tăng mà ở chặt cái quả địa cầu này, ở số lượng như vậy đó, thì cũng chỉ là chư tăng 8 vị trở lên hay 8 cũng là chư tăng, chỉ khác nhau ở cái quả phước hữu vi mà thôi. Nhưng mà quả phước siêu thế như nhau, nếu chúng ta hiểu được như vậy, hoan hỷ hân hoan và tán thán. Đừng bao giờ giống như hai vị đại thần của vua Bát Tiên Nặc, đừng bao giờ, mà hãy như là vị đại thần hoan hỷ với phước của vua Bát Tiên Nặc. Đừng như vị đại thần của vua Bát Tiên Nặc mà khó chịu khi thấy tài sản không phải của mình mà được cúng dường Đức Phật và chư tăng. Đấy. Cho nên cái trạng thái của nó là gì? Là đối với ta cái sự thành đạt, đối với sự hạnh phúc của người khác thì tỏ ra đố kỵ, không hài lòng, đó là cái trạng thái. Thứ hai, cái phần sự của nó là không hài lòng khi thấy người khác có những điều tốt đẹp mà mình không có. Ở trên cái trạng thái á, mình có chứ không phải không có. Nhưng mà thấy người khác nó mà cũng có điều tốt đẹp mà tương đương với mình á, là cảm thấy khó chịu rồi. Còn cái này là phận sự. Bởi vì nghĩ rằng một lúc nào đó mình cảm thấy không hài lòng. Vì cái cảm giác rằng cái điều hạnh phúc mình thua kém. Thì bây giờ nó cái lộ cái phận sự của nó là nổi bật lên. Cái thành tựu là quay lưng với cái sự thành đạt của người khác, là không chấp nhận cái sự thành đạt của người khác. Bằng cách nào? Bằng cách nói như thế này, bằng cách nói như thế kia, tức là gièm pha, tức là xuyên tạc và vân vân. Nhưng các bạn thấy khi mà thấy sự thành đạt của người ta mà mình biết là thiếu kém vậy đó, thì mình phải nỗ lực để mà mình vươn lên như ngang bằng hoặc là hơn người ta. Đây là trường hợp nào? Xin nên đây là trường hợp vua Đại Đức Thích. Vua Đại Đức Thích khi nhìn thấy những tân thiên tử mới vừa sinh khởi là những vị tân thiên sự tử đó làm phước trong thời có giáo pháp Đức Phật, cho nên thiên quang sáng rực hơn, đến nỗi mà hào quang của vị tân thiên tử này sáng rực át luôn cả hào quang từ thân của vua Đại Đức Thích, át luôn cả hào quang từ chiếc xe chiến thắng quê trái danh tá của vua Đại Đức Thích, khiến mà vua Đại Đức Thích phải mắc cỡ lôi vào mình là chúa tể của cõi đạo lợi này mà giờ cái hào quang mình không bằng, thua kém. Do nguyên nhân nào? Do thấy rằng những vị thiên tử này làm phước ở trong thời Đức Chánh Đăng Giác là cũng vừa đến những bậc thánh tăng, cho nên để có được một cái uy lực lớn thì vua Trời Đế Thích đã dùng thiên nhãn mình quan sát, thì thấy được Đức Xá Lợi Phất, xin lỗi, Đức Ma Ha Ca Diếp chuẩn bị xả thiên diệt, thì vua Trời Đế Thích mới rủ cô thiên hậu là Suchata, chúng ta đi xuống, chúng ta sẽ tìm cách cúng dường đến ngài Ma Ha Ca Diếp, bởi vì ngài sắp sửa xả thiên diệt. Và quả thật như vậy, ngài Ma Ha Ca Diếp vừa xả thiên diệt xong, ngài đưa tâm quán xét để tìm cái người khổ nên tới độ, và ngài ôm bát đi vào trong thành. Thì bây giờ vua Trời Đế Thích nó hóa ra một căn nhà tranh tồi tàn nghèo khổ, bản thân ông hóa ra là một cái bà la môn già đi lụm.
Khi đó Đức Mahakajit đi tới, ông quỳ xuống đảnh lễ xong, cái ông mới quay lại nói bà Thiên Hậu, bà Thiên Hậu bây giờ cũng hóa ra bà La Môn già xấu xí. Mấy bà ơi, có ngài Đại Đức đi tới nhà chúng ta có gì cúng dường cái ngài hay không? Thì dĩ nhiên đã sắp đặt sẵn mà, thì bà Thiên Hậu nói là thưa ông có, chúng ta hãy mang vật thực ra cúng dường ngài. Xin thưa vậy đem vật thực cúng dường vô bát của ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp cũng ngỡ rằng hai người già nghèo khổ, cho nên mới dở cái bát ra nhận xong, thì cái mùi hương của vật thực đó nó xông bay lên khắp nơi. Ngài Ca Diếp hiểu ngay liền, hai ông bà La Môn này già nghèo khổ, làm gì có những loại vật thực mà thượng vị đến một độ mùi hương xông bay ngào ngạt như vậy. Cho nên ngài đưa trí quán xét mới nói rằng này thì vừa để thích, vì sao mà ông đi cướp cái phước của những cô gái nghèo khổ kia vậy, hay là cướp phước của người nghèo vậy, người khổ vậy? Vua Tài Đức mới nói là bạch ngài, con cũng là người nghèo khổ. Quý vị thấy không, làm vua Tài Đức thích rồi mà cũng vẫn còn than mình nghèo khổ. Nhưng mà cũng giờ xong á, về cái tuyên quang rực rỡ, cái tài sản tăng bội và hài lòng. Để đừng thành cái cánh tệ, mình thấy người ta có những điều lành nó tốt đó thì mình sẽ cố gắng bảo thêm, tạo nên cái phước đó chứ không có gì cả. Rồi xin nữa, đó là cái thành tựu. Cái thành tựu là quay lưng với sự thành đạt của người khác, mà quay lưng với sự thành đạt của người khác nghĩa là mình cũng quay lưng với sự thành đạt của mình. Mà hãy nhìn thấy thì mình sẽ nhìn thấy cái còn khiếm khuyết của mình, thì mình bổ túc đó để mình được thành đạt thêm. Xin nói vậy, nhân cần thiết là sự thành đạt của người khác, bởi vì nó là cái nhân tố để mà nó có canh tị. Còn nếu mà người khác không thành đạt đó thì mình không canh tị hết. Người khác dở hơn mình không canh tị, không ai canh tị kẻ dở bao giờ. Người khác nghèo hơn không canh tị, không ai canh tị kẻ nghèo hơn mình bao giờ. Mà cái người khác giàu hơn, cái thành đạt giàu hơn, cái phước báo nhiều hơn thì ganh tị. Nhưng cần thiết có sự thành đạt của người khác. Cho nên khi mình biết như vậy, thấy người khác được những hạnh phúc, người ta khác tạo những cái phước lớn, thì mình hoan hỷ để mở rộng dòng tài tâm, để cho có một sự tốt đẹp vậy. Và thôi vậy, thời gian này cũng vừa phải lẽ, báo sanh lên, xin cúng giờ anh chị Tâm Đức Tam. Xin chia đến toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị hoan hỷ nha, nhất là chú tiểu bị quỳ hương hoan hỷ nha. Cho mọi sự an lành đồng đều nha, cả thể. Nam mô Bố Tát Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sằng Khà Giác. Chúng ta gửi mất lại đạo tràng. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt cho toàn thể đạo tràng, chúng con xin thành kính tri ân thượng tọa Chánh Minh với thầy pháp thoại về vi diệu pháp tâm sở hữu tập. Thưa quý vị, trong đạo tràng giờ này có vị nào có những cái thắc mắc nào á thì đưa câu hỏi lên để MC đọc thỉnh sư trả lời liền, bởi vì hôm nay sư hơi mệt. Giờ con xin được đọc câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 của hạnh phúc hiện tại. Do sự ganh tị sanh tâm oán hờn, kính thưa sư, vậy phải làm gì với đối tượng sân hận đó, giữ im lặng hay cần giải thích? Kính thỉnh sư chỉ dạy. Dạ mô Phật, con kính thỉnh sư hoan hỷ lên trả lời câu hỏi đầu tiên. Dạ, trước khi trả lời câu hỏi này thì chúng tôi nhận được một cái PM hỏi rằng là thỉnh bốn vị có được gọi là đủ chư tăng không? Xin thưa, chỉ một vị thôi, chỉ một vị thôi đủ để gọi là chư tăng. Nếu đi cách xin nói vậy là ta tăng có tất cả là 7 cách được gọi là tai tăng, tức là cúng dường tai thực đến chi tăng đó, có tất cả là 7 cách nè.
Cách thứ nhất là có Đức Phật làm tọa chủ và có chư tỳ khưu lẫn tỳ khưu ni, tức là hai hồi chúc. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là có Đức Phật là tọa chủ với chư tỳ khưu. Cách thứ ba là có cả chư tỳ khưu lẫn chư tỳ khưu ni, xin quý vị lưu ý nha. Cách thứ ba này không hề đề cập tới chỉ có Đức Phật chư ni, không phải. Không bao giờ có cái trường hợp mà Đức Thế Tôn đi dự trai thực do một tín chủ cúng dường mà không có chư tăng đi theo, là một. Thứ hai, không bao giờ Đức Thế Tôn ngự đi mà chư tỳ khưu ni đi mà không có chư tăng. Quý vị thử tưởng tượng á, Đức Thế Tôn ngài ngự tới một cái chỗ nào đó có mình ngài và chung quanh là chư tỳ khưu ni không? Thì cái điều này là Đức Thế Tôn ngài không thực hiện đã đặt. Vì sao Đức Thế Tôn không thực hiện? Bởi sẽ một cái cớ để những tôn chủ dị giáo hay là những đệ tử dị giáo xuyên tạc. Mà một khi mà xuyên tạc Đức Thế Tôn hay là du khống Đức Thế Tôn vân vân thì cái ác quả. Cho nên vì lòng mê mẩn Đức Thế Tôn này không bao giờ có chuyện đó. Cho nên chúng ta lưu ý nha. Cách thứ nhất, Đức Phật cùng chư tăng chư ni. Thứ hai, Đức Phật cùng chư tăng. Cách thứ ba, chư tăng là chư ni. Thứ tư là chư tăng không. Thứ năm, chư ni không. Thứ sáu, từ bốn vị tăng hoặc bốn vị ni. Thứ bảy, này cái cách này đặc biệt mà vẫn được gọi là chư tăng. Là có một giả sử, nhưng có một cái người như thầy Đức Phật, có một người nghèo, một người nghèo, họ chỉ tìm đủ vật thực để cúng dường một vị tỳ khưu, một vị tỳ khưu, thì vị này sẽ đi tới tự viện trình với vị trưởng lão cao hạ nhất ở trong trưởng lão đó, trong cái tự viện đó, nó bạch ngài: ngày mai con xin cung thỉnh một vị tỳ khưu tới con thọ thực. Đừng bao giờ nói tới, đừng bao giờ nói tới ai hết. Cho dù ngày mai cái vị trưởng lão đó cử một ông sa di đi tới, thì xin thưa rằng cúng dường vật thực đó vẫn được gọi là chư tăng, bởi tâm không nghĩ trước là đối tượng thọ thí. Đây là cái trường hợp mà chúng ta thấy ở trong Pháp Cú, câu chuyện của ngài Sa Di Băng Đi Tát, tiền kiếp là thanh niên Ma Ha Đúc Gá Tá đại khổ. Cả hai vợ chồng nghèo khổ đến mức độ mà có thể kiếm ăn một ngày không đủ. Nhưng mà khi mà vị trưởng giả đó rao giảng rằng hãy Phật tử hãy cùng chúng tôi làm cuộc đại thí này, một người muốn thỉnh bao nhiêu thỉnh, tùy khả năng của mình. Người thỉnh 5 vị, người thỉnh 7 vị, người thỉnh 200 vị, người thỉnh 500 vị, hay vậy. Thì thấy thanh niên đại khổ á, thấy người ta nghe tập trung đông quá, nghĩ chắc này có việc làm cho mình đi tới. Ông trưởng giả thấy vậy, ông cũng xúc động, ông cũng thân tình, ông nói: này thanh niên đại khổ, anh nói làm phước đi, anh cúng dường bao nhiêu vậy thì cô. Thanh niên đại khổ nó bạch: chủ không thấy con kiếm ăn không, hằng ngày còn không ra mà có đâu mà con cúng dường. Thì ông này, ông trưởng giả ông nói là: này thanh niên đại khổ, tại vì kiếp xưa ông không bố thí cho nên ông giờ nghèo khổ vậy, nên ông cố gắng cúng dường đi. Vậy thì ngài chủ cho con xin thỉnh một vị. Vậy về mới khoe vợ là: hôm nay ta làm việc phước, ta đã cũng thỉnh được tỳ khưu tới để cúng dường. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng làm việc để mà có được cái món vật thực ngày mai cúng dường.
Rồi hai vợ chồng cùng đi làm việc kiếm đủ số lượng đó, chỉ đủ để một bữa cúng dường thôi. Nhưng mà ngược lại cái ông trưởng giả, cái ông quên đi, không chịu, tưởng là ông thanh niên đầy khổ này hứa cho vui lòng mình, quên ghi tên chưa. Vào buổi sáng đó, Đức Thế Tôn ngài phán dạ mới quan sát rằng ai là người có khả năng mà họ được cái món vật thực của thanh niên đại khổ này. Ngài thấy rằng không có ai có hứa để mà thọ hưởng được. Mà nếu mà Như Lai không tới độ thì thanh niên đại khổ sẽ buồn khổ. Họ cho nên ngài ngự trong thân thân. Bây giờ Chư Tỳ Khưu đi tới cái vị chủ tế đó, rồi vị chủ tế mới phân ra xin thỉnh nhắc ngài tới nhà ông trưởng giả B, ông trưởng giả A, ông quan đại thần C, hết sạch. Nói khi mà chàng thanh niên đại khổ á đem những vật thực về đi kiếm thêm những cái rau này kia đem về nấu, chúng ta tóm tắt thôi, thì nóng lòng vua trời để thích, nóng ngay vàng vua trời thích, vua trời thích mới sướng giả dạng cái người đi nấu bếp. Vợ chồng mừng quá, nói giờ mình muốn nấu món ngon cũng dường vị Tỳ Khưu, mà giờ mình biết cách nấu và có ông này hay quá. Nhưng mà nói là tôi không có cái gì trả công ông hết thì sao. Cái người nấu bếp nói là tôi không cần mấy ông trả công tiền, chia phước tôi được rồi. Vậy được, chia phước chào. Đó, mới đi tới người chủ tế tình thỉnh về, mình nấu hết rồi. Rồi ông chủ tế lính quýnh mới nói thôi giờ ông tới tự nguyện đi coi cái vị Tỳ Khưu nào còn ông thỉnh. Đó chỉ còn Đức Phật, Đức Phật người ta tới độ. Đây câu chuyện ở trong Pháp Cú nói về sa di bành bành di tá, chúng ta phải học tập nha. Quý vị ví dụ như một con số người nghèo, không phải là việc ta tăng cúng dường chỉ dành cho mấy người giàu không nha, có đầy đủ tiền tài sản mà bây giờ mình chỉ có đủ vật thực cho một vị, xin đừng nói tên. Xin đừng nói tên. Rồi nó đến tự viện đó, xin lệnh đó, bật ngày xin ngày mai này, cho con một vị thì thôi đến nhà để thờ đất. Cho dù vậy đó, cử một ông sa di thì cũng được gọi là tài tăng. Chúng ta phải nắm được cái chốt chỗ này. Xin đừng có thỉnh gì A gì B cá nhân thí rồi, mà thỉnh một vị bất kỳ vị nào. Một câu chuyện khác cũng tương tự như vậy. Này, có một người cận sự nghèo khổ, thức ăn không có được tốt đẹp lắm, cái người đó đi tới tự viện xin thỉnh một vị. Thì bây giờ Chư Tăng mới vị trưởng lão mới cử ra ông ác giới đi tới, vị Tỳ Khưu mà không có giới hạnh đi tới. Thì khi mà đi tới căn nhà đó, vị gia chủ này biết gì sa môn này chứ không phải không biết, nhưng mà vẫn ra đảnh lễ đàng hoàng, rồi thỉnh vô chỗ ngồi được soạn sẵn, tự tay mình rửa chân cho vị đó, rồi thoa bóp dầu xong xuôi cũng vừa dập hình. Cái vị này á, quý vị thấy là hai ác giới thì gặp những cái vật thực nó không có được thù gì hết, nó là tương cái nhân quả tương quan nhau. Buổi chiều cái vị mà Tỳ Khưu mà không có giới đó, đi tới thấy hồi sáng ông này cũng tỉnh mình quá mà cũng tưởng chắc ăn, đi tới mới nói là này cư sĩ cho sư mượn cái cuốc về làm cuốc mấy đúng rau để trồng. Vị kia mới hất cái cuốc đó lấy đi. Sau cái vị này nó về xong, cái cư dân mới thấy hồi sáng tôi thấy ông quỳ cũng đỉnh lễ, ông rửa chân cho vị này, ông xoa bóp tay chân này kia, sao chiều ông khinh bạc vậy. Nó cứ ông nói các ông các bà nhớ là hồi sáng là tăng đến nha, còn buổi chiều này là ông đến mà tôi biết là ông mà, nhưng buổi sáng nó là tăng đến, bởi vì tăng lệnh nó cử ông đi, cũng ví như chúng ta cũng hiểu nha. Đây là chúng ta nói thêm đây chúng vị nắm được, thí dụ như một cái vị quan thái giám của Đức Vua tay cầm chiếu chỉ đi tới một vị quan đại thần nói rằng là chiếu chỉ thánh thượng,
Thiện Quang Đại Thần đó quỳ xuống đảnh lễ, mà không phải là đảnh lễ cái ông Thái Giám đó đâu, mà đảnh lễ cái chiếu chỉ của ông vua. Như thế nào cũng vậy, cái vị đó dù là si đi tới nhưng mà đó là tăng lệnh nè, chúng ta cũng vừa tăng lệnh ha, à, đó là chư tăng, chứ không hẳn là phải. Dĩ nhiên là bốn vị trở lên, bốn vị đủ để gọi là tăng này, tức là chúng ta nói là tăng nếu đến đôi có bốn, tức là dự lưu quả nhất lai quả bất lai quả và quả. Đó là chúng ta xin trả lời cho câu hỏi của vị đạo hữu vừa BM chúng tôi. Chúng ta nhớ bảy cách ta tăng là như vậy. Bây giờ chúng ta trở lại câu hỏi của hình như hình Phúc hiện tại hỏi thì phải. Đúng rồi. Nó mất tiêu rồi. Chú Tiểu, sư cô chú Tiểu bớt giùm tôi câu hỏi coi. Do sự ganh tị sanh tâm oán hờn, vậy phải làm gì với đối tượng mà sân hận? Do giữ im lặng hay cần giải thích nè? Xin thưa, chúng ta có hai cái trường hợp. Ví dụ người ta mà khen mình á, khen mình theo kiểu mà quá ví dụ như nói trời ơi chị giỏi quá ha, làm cái được chủ gọi là ông chủ tín nhiệm này kia, để mình muốn giải quà nó cho nó hên xui hên thôi, chứ tôi cũng không giỏi gì hơn anh, thì nó giải ra, nó giải trừ cái đó đi. Và có một lúc nào khác nó thuận dịp đúng hết hả? Hello, quý vị còn nghe chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi không ạ? Cảm ơn. Tức là chúng ta thì lúc mà chúng ta sẽ giải thích cái đó là chẳng qua là cái may mắn vậy. Mà may mắn chính là cái phước của mình. Nếu mình chỉ nói cách may mắn thôi, để họ sẽ không có nghĩ gì hết, chẳng qua cái hên vậy thôi. Còn nếu một lúc nào đó mà tốt đẹp đó thì mình san sẻ những cái gì có được đến cho người đó. Ví dụ như để xin mình nghe sáng mai đi mình sẽ mất dạng pháp thôi. Sáng mai đi sang sẽ mất dạng pháp. Ví dụ như mình có những cái vật dụng người ta cúng dường mình là hai món đồ chẳng hạn, mình chia cho cái người kế bên mình món đồ chắc chắn là không còn ganh tị. Đó là cách xử sự mình thôi, mình khéo léo đó. Xin nó nói ganh tị á thì nó dẫn tới sân hận, mà giờ mình biết cái nhân đó là thì mình giải quyết một cách khéo léo vậy. Đó là sự góp ý chúng tôi thôi, chứ còn nhiều cách nữa. Cho nên xin hạnh phúc hiện tại hoan hỷ nha. Mà chúng ta có nhiều cái mình tính kia không có gì cả thì mọi chuyện nó sẽ trở lại mình ổn mà thôi. Chúng ta gặp lại đặt ra. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt cho những vị vừa đặt câu hỏi, con thành kính tri ân Thượng Tọa Chánh Minh với câu trả lời vừa rồi. Con kính bạch sư, con có một thắc mắc là ban nãy sư có giảng về việc học thì mình cần phải học cho thông suốt các pháp, học nhiều, học kinh để có thể giảng dạy được, nhưng mà con muốn hỏi là những vị mới xuất gia vào chùa, những vị tập sự đó, thường thì ở các chùa mà các vị tập sự thì mới vào thì thường không có cho đi học mà phải làm công quả ở chùa khoảng 2 năm thì sau đó mới được WCG. Thì ở bên truyền thống Nam Tông thì con không có rành, nhưng mà bên
bên Bắc Tông và bên khất sĩ của con thì là như vậy. Vào chùa thì không mới cho đi học liền mà phải ở chùa làm công quả 2 năm để học, cũng là học mà học học luật thôi chứ không có cho đi học ở ngoài. Như vậy thì có không biết có hợp lý không ạ? Con kính thỉnh sư giải thích cho con. Bây giờ, bởi vì sư con nói vậy á, chứ nếu mà chúng ta nhìn á, chúng ta nhìn nha, cái lượng mà tiến sĩ Phật học có bắt truyền lẫn của quý sư ở bên khất sĩ, cái số lượng mà tiến sĩ nó nhiều hơn Nam Tông nhiều. Bởi vì trước đây Nam Tông cũng bị cái trường hợp đó à, cho nên không mở ra được một cái đường hướng mới à, chính thưa vậy, chính bản thân mình cũng bị, nhưng mà cũng rất thông cảm. Và ở trong chùa tôi mà ông nào mà học được á, tôi đẩy cho đi học à. Bởi vì cái văn hóa là chìa khóa để mà mở ra cái sự hiểu biết. Đọc kinh điển mà nắm bắt sai chẳng khác nào nắm bắt đuôi rắn, rất nguy hiểm. Mà tu lâu năm nữa đó, mà không am tường, bởi vì số vốn văn hóa nó là cái chìa khóa để mở ra cái tri thức. Rồi tu lâu năm rồi đó, ta hỏi rồi cái mình cái nói theo cái tư kiến mình nguy hiểm vô cùng, rất nguy hiểm. Và chính vì đó Đức Phật cần phải dạy rằng á, cái người mà không học cũng giống như là cái con bò, nó chỉ nảy nở xác thịt mà cái trí tuệ bị lu mờ, nó chỉ là một vị tỳ khưu già đầu bạc mà thôi. Chúng ta đã từng chứng kiến nha, có vị trưởng lão, có một cái người Phật tử hỏi bạch ngài, tại vì có nghe là chúng ta nói là ai ngày xưa hành hương, ai ngày xưa du hóa, ai ngày sau hành hương, thấy trăng trong bóng hằng dương, bóng người hộ pháp lòng khuôn Phật đà. Thấy không? Cái bản là cái những câu thơ này nằm trong bản Trường Sĩ Ca Cao Liên Giác, 8 tháng vô A Dục. Thì có người Phật tử nghe vậy, họ thắc mắc chữ hành hương, hỏi vậy kia, bạch ngài vậy, thành hương là sao ngài? Vậy đó, đi chùa hương, ở vậy nghĩ hả? Rồi điến người luôn á, điến người luôn á, nó hả vậy? Ở đây anh cần phải học cái ngôn ngữ mà cái tri thức mình hiểu nhiều cái ngôn ngữ, tức là mình an tường những cái ý nghĩa trong đó. Ví dụ như giống như hỏi nè, nghe nó lạ lạ, sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông, nó lạ. Con làm sao mà sinh trước cha được, cháu làm sao sinh trước ông được? Nhưng mà ở đó nói lên một ý nghĩa rằng á, nếu như người nam nó không có con thì không được gọi là cha. Mà thấy đứa con sinh ra rồi đó thì người đó nó mới được gọi là cha. Không phải là sinh con trước rồi mới sinh cha sao? Cái ông đó dù cho 70-80 tuổi mà chưa có đứa cháu nào sinh ra thì ông mới không được gọi là ông. Nếu ông theo cái nghĩa mà thông thường á, tức là cái nghĩa mà thông dụng ngoài á, ví dụ già lão gọi là ông thì không nói, nhưng mà cái ông mà cái gọi là giai cấp á, trong gia tộc á, phải có cháu mới được gọi là ông. Mình hiểu được cái ý nghĩa đó đó thì mình thấy không có thắc mắc gì á. Bởi vì ông này á mới 40 tuổi à, còn trẻ 40 tuổi à, mà may mắn được có đứa cháu ra thì ông sẽ lên là ông nội và ông ngoại vậy đó. Nó hay vậy.
Rồi còn giáo lý căn bản nữa, chúng ta có hiểu nữa. Rồi, dĩ nhiên chúng ta đào sâu với giáo lý, mà xin thưa vậy rằng với quý vị thấy là những cái gì mà vị thầy mà gọi là có trình độ văn hóa đó, học trò rất tiếng, mà rất tiếng ngay cả giáo lý công mặt. Còn nếu không thôi á thì thất bại vô cùng. Có một người Phật tử á, chúng tôi đi du hành gặp người Phật tử cứ khoe chúng tôi rằng á là bạch sư con ở quy á là 30 năm rồi xem. Con mới hỏi vậy chứ bà quy ai, hai con quy ba ông Phật ngọn chùa chết rồi chẳng hạn như vậy. Cho nên chúng ta còn cần phải có một cái sự kiện đó. Thì giai đoạn đầu đó, sau khi mà mình thực hành để có một cái nếp sống quen với tự việc, xin chú tiểu hiện đừng có oán hờn nha. Theo chúng tôi hiểu là giai đoạn đầu á là tập cho cái sự quen thuộc với cái sinh hoạt của tự việc. Điểm thứ hai là học luật, bởi luật là cái nền tảng, luật là cái trời, cái đạo đức. Luật nhằm cho giải trừ đi những cái thói hư tật xấu từ thân với ngữ. Học luật là như vậy, luật là nền tảng của Phật giáo. Nói tới Phật giáo là phải nói luật. Rồi sau đó nói tới pháp. Rồi sau đó nói tới luật. Và xin thưa đây là nói về cái pháp học. Còn nếu pháp hành thì chỉ cần một pháp môn, thực hành một pháp môn. Và khi thực hành một pháp môn thì bên Bắc truyền á, nếu mà hoặc là bên kia bên các sĩ chúng tôi không biết là có hay không, nhưng bên Bắc truyền thì nó là hạ thủ công phu, tức là 3 tháng đó dứt khoát không cái giao tiếp bên ngoài, chỉ là chuyên tu về một đời một đời. Nên từ hạ thủ công phu á, đúng rồi, giữ nguyên một cái công án, hoặc là một cái thoại đầu, hoặc là một cái đề mục để nghi ngẫm đào sâu vào đó. Còn nhiều phương diện pháp học thì học luật là tới học pháp, rồi nếu như có khả năng thì học luận, song song bên đó thì có trình độ văn hóa. À, xin nói vậy à, ngay cả bây giờ chúng ta nói vậy nói hỏi chứ sẽ có bằng cấp gì, tôi nói tôi mới có lớp 5 chẳng hạn. Về xin thưa vậy là sẽ không thuyết phục được người nghe, mà nói rằng á không phải tôi nha, một cái vị nào á là có bằng thạc sĩ, có bằng cử nhân Phật học, có bằng thạc sĩ Phật học, có bằng tiến sĩ Phật học, nói tự nhiên người ta nghe người ta tin. Nói dù sao ông này cũng tiến sĩ, nói dù sao ông này cũng là cái cử nhân Phật học có trình độ, còn ông này mới lớp 5, ông đang giảng trên Phật học chuyên đề mới lớp 5 nha, mà còn không phải lớp 5 đâu nha, tôi thí dụ vậy á, nó không có thuyết phục đại khái vậy. Trên cái bằng cấp á, mặc dù không là gì hết, nhưng mà cũng như các bạn nói ha, chú tiểu vì hơn quan hệ nha, nhưng mà giai đoạn đầu học luật để gì, để trui rèn cái đạo đức, để gạt trừ những cái thói tật xấu của cái thần ngữ, tập sống trong môi trường đạo đức, đó là một điều tốt mà chúng tôi chắc chắn là sau một thời gian thọ giới sa di xong hay là thọ giới tỳ khưu ni xong thì sẽ tiếp tục học văn hóa. Tôi có quen với một sư cô bắt ra bắt truyền á, cái cô này á thì xin thưa á, cô đệ tử của cô này á là không chịu đi học, cô tạo điều kiện không vậy đó, tức là sau cái thời gian đó xong á là chỉ muốn ở chùa để làm công việc chùa thôi. Thì cô sư cô này nói là nếu vậy thà chết đi, chứ mà tôi này mà không nắm bắt được gì hết
thì thà chết chứ ha. Và cổ là đẩy con này đi học à, bằng cách nào cũng phải đi học, nếu không đi học được á thì đừng về trò. Mà con này cũng ráng, và đến hôm nay là con đã vô được trường như là trung cấp, xong rồi qua trường cao đẳng học thì phải, học ở Đồng Nai, chuyện ở Vũng Tàu. À, cho nên chú Tiểu Quy Hương hoan hỷ đi à. Tức là trước tiên mình thứ nhất là quen với cái sinh hoạt của đời tu nên chưa, thứ hai nữa là học luật, sau đó thọ giới xong, và chắc chắn là quý sư bà hay là quý quý vị hòa thượng hay thượng tọa ở trong các tự viện không hẹp hòi đâu, giá đẩy cho đi học. Đệ tử mình sau này là tiến sĩ, đệ tử mình sau này là thạc sĩ thì cũng mình thấy cũng du lây chứ mới có gì đâu. Yên tâm, đừng có sợ, giải thích lại đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân lời chỉ dạy của Thượng Tọa Chánh Minh. Với câu hỏi của con, tại vì bản thân của con á, thì cũng có đi học, nhưng mà tại nhiều lúc á, nhiều lúc con cũng bị người lớn la hoài à. Những vị lớn la thì nói là con thì con đôi lúc các công việc chấp tác ở chùa thì cũng làm hoàn chỉnh chứ không có bỏ, nhưng mà nhiều vị thì cứ học cho cao, học cho nhiều rồi cống cao ngã mạng, rồi không có biết làm việc gì hết á, thì không có được. Bản thân con nghĩ thì mình học giáo pháp thì giáo pháp không có làm cho mình cống cao ngã mạng hay làm cho mình như thế nào đó, mà con cũng chỉ đi học thôi, tại vì đi học thời gian đi học ở trường nhiều quá, thì ở chùa rồi các công việc khác á, thì những việc khác làm, cho nên con nhưng cũng không có làm, không làm nhiều bằng những người khác, cho nên con bị la hoà. Thì bởi con mới hỏi, con hỏi là hỏi cái ý của con như vậy thôi. Nhưng giờ này thì con dạ con thường tại giơ tay ạ. Nhưng con tính đọc câu hỏi tiếp theo. Hay để con thỉnh thường tại hành hãy đến nít ạ. Dạ, cái cống cao ngã mạng phải do học nhiều. Chứ thấy mấy người nông dân cũng cống cao ngã mạng nha. Chứ không phải, mà sẽ nói luôn cả những đứa bé mà ở đường phố cũng cống cao ngã mạng. Chúng ta phải học nhiều cống cao ngã mạng đó. Mình cứ nghĩ vậy. Mà cái cống cao ngã mạng đó, nó nằm tiềm ẩn trong tâm chúng ta. Cái người nghèo cũng cống cao ngã mạng. Tôi nghèo nhưng tôi đâu có xin ai đâu. Tôi nghèo cũng đâu tới nhà mấy người tôi xin cái này cái kia đâu. Nó cũng là cống cao ngã mạng vậy. À, tôi dốt không thể chạy tôi. Mấy người giỏi thì mấy người làm ông làm quan làm chức. Tôi dốt tôi làm dân thì kệ tôi. Đó cũng mình đức rồi. Cũng căng ngã mạng vậy. Chúng ta phải học nhiều cũng căng ngã mạng đó. Mà mình biết được đó là một cái điều kiện để nó phát sinh ngã mạng. Thì mình như cây lúa uống sớt. Uống sớt. Các bậc vĩ nhân, các bậc mà thành đạt, cái ngày sống rất là bình dị và sống rất giản dị và rất là không có cái tự hào gì hết. Chúng tôi nhớ hình như là một câu chuyện gì đó, hình như là ông tổng thống của hay là ông như là ông tướng gì kỳ kỳ mà Nam Bắc phân tranh đó, ông rất xinh phải nổi tiếng vậy đó. Rồi có lần nọ có một cái người phóng viên đi tới gặp ông lão làm vườn, đi ra mở cửa, người phóng viên này nói xin cho tôi gặp đại tướng, cái ông này thì mời ông vô, ngồi xong xuôi lại ông kia mới đi vô thay đồ đàng hoàng ra, giới thiệu ông tôi đại tướng, nó bình dị vậy đó. Cho nên cái mà cống cao ngã mạng khi mà mình biết đó, nó có những cái điều kiện để mà cống cao ngã mạng thì mình như cây lúa uống mình sợ. Một câu chuyện khác để cho quý vị thấy, đó là câu chuyện của nhà bác học đại tài
là Einstein, người Đức. Khi mà nhà bác học này đưa ra cái thuyết tương đối về cả giới học, nó như là choáng váng trước cái thuyết tương đối hẹp của Einstein. Và một cái cuộc mà đại hội các nhà khoa học hội thảo, thì nhà bác học mỗi tiếng này ăn mặc thật là bình dị, tức là xuềnh xoàng. Một cái phóng viên hỏi: thưa ông Einstein, tại sao ông mặc cho nó trang trọng? Einstein nó trả lời: có ai biết tôi đâu, tôi mặc cái sang trọng cũng đâu ai biết tôi, mà tôi mặc cái kiểu này cũng chẳng ai biết tôi. Là sau cái cuộc đó xong đó, thì danh tiếng của Einstein đã lừng lẫy. Lần thứ hai cũng có đại hội khoa học nữa, rồi cũng nhà Einstein nữa, cũng những cái bộ đồ rất là bình dị, rất là bình dân. Có một phóng viên đó là lại hỏi: thưa ngài, giờ ai cũng biết ngài, sao ngài không không có mặt trang trọng hơn? Einstein nói là điều đó không cần thiết đâu, bởi vì giờ ai cũng biết tôi hết rồi mà. Như vậy y phục nó không phải là cục hẹn chớ. Như thế nào cũng vậy, mình biết được cái vậy đó thì mình sẽ ngăn trừ nó đi, thế thôi. Chứ đâu phải giờ học nhiều mới cống cao ngã mạng đó. Người ta chỉ có một cái miệng và có hai lỗ tai lắng nghe nhiều đó, có thế thôi. Xin gợi ý cho cô chú tiểu sư tơ go chú tiểu quỳ thường. Xin nhớ bất lão cả nằm ngồi với thời gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân sư đã hoan hỷ trả lời câu hỏi cho con. Trả lời rất là sâu ạ, là con đã hiểu ra cái vấn đề rồi. Và giờ này thì đã 10 giờ rồi, con không biết là còn có hai câu hỏi nữa, con trong bi em của con còn giữ hai câu hỏi nữa, con không biết sư có hoan hỷ trả lời thêm hai câu hỏi này nữa rồi nghỉ không, hay là để cho phần sau ạ. Dạ, con đang học ở học viện. Dạ, con thấy thượng tại giơ tay rồi, con kính thỉnh thượng tại lên mic ạ. Cô làm vậy không được, tại vì cô hỏi cô cầm mic là cô lấn sang bỏ mất hai câu hỏi người ta, không sợ nè, không sợ là buồn phiền sao, thì cô đọc tiếp đi, thì cũng cố gắng người ta là cho xong hai câu hỏi này. Cô đã cầm mic là cô hỏi lấn sang về cái chuyện của cô rồi cô bỏ qua, cô na để rồi là sao, chuyện nó không được rồi. Rồi xin cô quan hỷ nha, đọc viết hai câu hỏi sư trả lời sai, lỡ mở tài mạnh luôn nha, sao vậy? Nam mô của thầy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, không phải con lấn sân, con chỉ sợ sư mệt thôi à. Sư hoan hỷ trả lời thêm thì đạo tràng có lợi thôi, chứ con đâu phải lấn sân đâu. Dạ, câu hỏi thứ hai. Câu hỏi tiếp theo là của con mới vừa bị break mic. Dạ. Câu hỏi của sư Hành Pháp Đăng Thang đó là giới định tuệ là pháp học hay pháp hành? Dạ, mô Phật con kính thỉnh thần tòa hân hỷ trả lời câu tiếp theo. Dạ, giới định tuệ vừa là pháp học cũng là vừa là pháp hành. Bởi vì bạn muốn giữ giới một cách nghiêm trang và hiểu rõ ràng về cái ân đức giới, dĩ nhiên bạn phải học. Bạn học xong bạn thực hành. Cái điều này vi phạm và điều này không vi phạm, điều này được Đức Phật cho phép, điều này không được Đức Phật cho phép. Điều này Đức Phật ngài dạy thực hành, điều này Đức Phật ngài dạy nên xa lánh. Dĩ nhiên chúng ta phải có cái bản công thức, hay nói cách khác là chúng ta phải có cái sự học hỏi trước, rồi lúc đó mới thực hành. Chứ nếu mà không học hỏi trước á, cứ mà hành giới, thực hành giới thì làm sao được đây? Thí dụ người Phật tử á, nói là không sát sanh,
cứ nghĩ rằng á, giờ tôi không cầm dao tôi chém con giết con vật này giết vật kia là tôi không phạm giới sát sanh, hiểu như vậy đâu phải là thực hành giới. Mà thực hành giới á là không giết, không bảo giết, không sử dụng những gì có đem tới tai hại cho chúng sanh khác. Từ bỏ gậy gọc đao trượng, khởi tâm từ đối với tất cả chúng sanh, nó lúc đó mới giữ được cái giới không sát sanh cách nghiêm trang và đúng pháp. Mà không học vậy á, chỉ bảo rằng là tôi không sát sanh là tôi không trực lý chiếc là được rồi. Rồi á, cái người nhà mình á ra chợ mua cá lóc về nấu canh chua chẳng hạn vậy. Cá lóc sống nha, ngon nha. Cá lóc gì đó chẳng hạn vậy. Tức là mình không trực tiếp giết nhưng mình cũng gián tiếp giết rồi. Đó. Rồi giờ thực hành thiền định. Không nắm bắt được những cái chi thiền tầm tứ hỷ lạc định thì những trạng thái sinh khởi lên thì sao đây? Phải nắm bắt được cái trạng thái của cái chi tầm nó sanh lên như thế nào, nắm bắt được cái chi tứ sanh lên như thế nào, nắm bắt chi hỷ sanh lên như thế nào, để từ đó mà phát triển lên, để từ đó mà làm cho nó tăng thượng lên. Chính là ngày dạy là hãy làm tăng thượng giới học, làm tăng thượng tâm học, làm tăng thượng tuệ học, rõ ràng giới định tuệ bao hàm cả pháp học lẫn pháp hành. Mà trước khi bạn thực hành một cách nó tốt đẹp thì bạn phải học trước, phải biết những cái thiền định nào nó hợp với cơ tánh mình, thiền định nào nó không hợp với. Mà trường hợp này cho chúng ta thấy Đức Xá Lợi Phất có người đệ tử, ngài dạy về một khởi trượt 4 tháng trời không sanh khởi ấn tướng. Đức Xá Lợi Phất mới rất làm lạ, mới trình bạch với Đức Tôn. Đức Tôn mới dạy là này Xá Lợi Phất, bởi vì thầy không biết được cơ tánh của chúng sanh cho nên thầy dạy nó không có kết quả. Rồi mang tới cái người đệ tử gọi Đức Xá Lợi Phất tới. Đức Xá Lợi Phất xin lỗi, người Đức Thế Tôn này hóa ra cái bông sen màu vàng tươi thắm, bảo rằng người đệ tử hãy quán xét cái bông sen này. Rồi ngài đi vào trong thương thất với thần lực của ngài, ngài làm cho bông sen từ từ nó héo, rồi từ từ nó rụng, từ từ nó nhạt màu, đưa tâm quán xét như vậy. Vào xong cái buổi sáng đó thì người vị tỳ khưu trẻ ấy chứng quả a la hán. Vào buổi chiều thì chưa tăng 8 tháng tới Tôn, tới Tôn ngài mới dạy rằng cái người này 500 kiếp trước làm người thợ bạc, mắt nhìn tỉnh tướng không, mà bây giờ bắt lên quán thị trượt rất là không quen, quán cái tóc nó dơ, cái mũi nó dơ, cái môi nó dơ thúng lên. Đó, mà đưa vô cái nào mà thích hợp tâm á, bắt đầu mới quán xét, tâm thấy vô thường, mình thấy khổ cũng đó, à chứng đắc nào vậy. Cho nên phải học, học thiền định rồi mình biết là cái tánh mình thuộc dạng nào, dạng trí, dạng sân, dạng tham, dạng tầm, dạng tính chẳng hạn vậy. Với người mà có tâm tham nó cường thịnh, mà cảnh cái chỗ ở nó xinh đẹp quá thì nó hấp dẫn cái tâm tham, làm sao tiến triển đây. Cái người tâm sân mà ở cái chỗ mình mà nó cần dơ giấy, nó bẩn thỉu, nó nhấp nhú, nó càng khó chịu, bực mình lên nữa. Ở người tâm sân á thì niệm đề một gì? Tâm từ. Người tâm sân niệm đề một gì? Niệm một ân đức Phật hay là hơi thở. Chỗ ở thì sao? Chỗ ở á là tươm tất, nó sạch sẽ, có hoa thơm cỏ lạ đấy, nó áp chế cái tâm sân. Bởi vì duyên có tâm sân nó chính là cảnh bất mỹ, cảnh không tốt. Còn cái người tâm tham thì sao? Thì ở chỗ bọn ở chỗ nó không được thanh tịnh, ở nó chờ cái chỗ mình á, nó đại khái là nó không có xinh đẹp lắm, để nó không quý rũ tâm tham sao nữa, chẳng hạn như vậy. Người đánh trí cũng vậy. Người đánh trí thì ở cái chỗ nào đó nó thoáng mát chẳng hạn vậy. Cái bài biện thì nó cũng lung tung lang tan. Mà nói như quý vị chứ không biết tôi thuộc về cái tánh trí hay là tánh sân này, không biết chẳng hạn vậy.
Đó là mình phải hiểu được cái đề mục của mình và cái tánh mình chọn những cái trú xứ nó thích hợp, nó tốt đẹp à. Vậy thôi, mà không học thì sao được. Bây giờ học về cái tuệ à, phải biết quán, quán sao, quán vô thường sao, quán khổ sao, quán vô ngã sao, quán bất tịnh sao, quán tịch tịnh sao, quán sự chết sao. Nó không học thì sao phải quán à. Quán xem xét đó à. Còn không, không học thì sao mà phải được. Ở cho nên giới định tuệ nằm trong hai phương diện: pháp học, pháp hành. Học, học, hành, tri hành hợp nhất. Đó là cái cơ bản của nhà Phật. Học mà không hành là cái tủ chứa sách, chứa kinh điển à. Mà hành mà không học thì giống như kẻ tù mù à, hơi xui. Rồi trúng được thì tốt, không trúng được không biết cái trúng hay trật. À, cho nên chúng ta phải học cái hành vậy. Nên xin gửi bức lời đạo tràng Nam Mô Bụt Thầy Giác. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân sư trả lời câu hỏi vừa rồi. Nhà học thì phải hành. Con xin phép để đọc câu hỏi cuối cùng. Nhà câu hỏi này, trả lời câu hỏi này xong thì chúng con thỉnh thần tài đi ngủ sớm. Thế thần tài cũng mệt rồi. Câu hỏi số 3 là của Vui Lên Trễ Rồi. Xin sư giải thích chung về sân phần nói chung, tại sao lại chia ra 4 phần sân tật lận hối. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giác. Con kính thỉnh thần tài lên lít đi trả lời. À, quý vị có nghe được chưa không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe được chưa không ạ? Dạ. À, xin lặp lại. Dạ. Các ngài gom tất cả 14 cái tâm sở bất thiện à, chia thành từng nhóm, tổng cộng là 5 nhóm. Mà mỗi nhóm nó có một cái đặc tính chung, vì nó có tính đặc tính chung đó, cho nên được gọi là nhóm à, tức là cái nhóm tâm sở si hay là nhóm si à, nếu chúng ta bỏ ra chữ tâm sở đi, cái nhóm si, bởi vì nó có đặc tính là ngăn che, có đặc tính là làm mê mờ, có đặc tính làm mê muội, có đặc tính làm cho muội lượt nè, có đặc tính làm cho không thấu rõ hiểu biết nè. Thì nó có 4 là si, do tàm, do quý, phóng vật nè. Rồi cái tâm sở tham phần nó có đặc tính chung là nó nắm lấy, bám lấy, dính mắc, kháng khích, không lìa bỏ nè. Như là mạng thì không lìa mỏ cái điều mình có à. Còn tà kiến là không lìa bỏ cái sự sai lầm à. Tham thì dính mắc vào cái tôi hay cái tự ngã của tôi à. Tức là một cái tướng chung nó là vậy, cái nét chung nó vậy, nhưng mà mỗi cái nó còn cái nét riêng. Còn sân phần là nhóm có cái trạng thái hay rồi có cái đặc tính chung là hủy diệt đối tượng hay là không bằng lòng đối tượng. Như sân à, là không hài lòng với cái cảnh đó. Còn ganh tị là không hài lòng với cái sự thành đạt của người khác. Còn bổn sẻn dường như nó bị tham, nhưng mà thật sự nó là không hài lòng với cái điều mình có mà người ta muốn xin à. Ví dụ như giờ mình có một cái cuốn kinh quý à, có ai xin nó khó chịu à, như hai vậy à. Hoặc là mình có cái món vật mà mình thích thú hài lòng như hạn vậy à. Còn hoặc giả như á, ở chùa mà có những cái cây thì kiển đẹp chẳng hạn vậy à, cái ai tôi xin á à, liền hơi khó chịu. Chùa có một cây mai chú phỉ đẹp chết mà để làm trang trí chùa mà nó xin à, nếu bỏng sẻn á, nó hình như nó tham, nhưng mà thật sự nó có trạng thái không hài lòng đó à, cho nên nó thuộc về sân à, vậy à. Còn hối hận à, nó có một trạng thái là không hài lòng. Hài lòng gì à, cái việc thiện bỏ qua, nó trời ơi tiếc quá à. Dương y vậy mà ai, hoặc là cái lễ vậy mà mình không tham dự, bỏ qua việc này, hoặc là rai rứt với cái việc ác mình đã giúp
nó hài lòng với đối tượng à, hay là rảnh được gọi là cái nhóm sân Phật à. Và chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tới cái nhóm hôn Phật. Cái nhóm này nó có trạng thái là làm cho tâm co rút lại à, nó không muốn hoạt động à. Và nhóm hoài nghi nó chỉ một tâm sở thôi, nhưng mà được gọi là nhóm bởi vì nó sẽ hoài nghi trong quá khứ, hoài nghi trong hiện tại, hoặc là hoài nghi trong tương lai à. Rồi chết không biết sinh về đâu trời chẳng hạn vậy, không biết là kiếp trước mình ở thiên cung rớt xuống, hay là ở dưới địa ngục chui lên đây chẳng hạn, không biết, hay là mình là cái gì ta chẳng hạn vậy à. Đó là cái nhóm mà phân vân lưỡng lự, nó được liệt kê là năm nhóm như vậy. Như vậy tóm lại cái sân phần nó còn có bốn tâm sở, mà bốn tâm sở này nó đều có một cái trạng thái chung, hay là một cái tính cách chung, hay là một cái đặc tính chung là không hài lòng với đối tượng, hay là khó chịu với đối tượng, hay là bất tội ý với cảnh hay đối tượng. Nó được liệt kê là bốn như vậy. Hãy xin trả lời cho đạo hữu vui lên kẹo trễ thì phải. Nam mô Bố Thầy Giác, xin nhận bất lại đạo tràng. Dạ, kính tri ân sư hay quá. Dạ, vui lên trễ rồi, nói là kính tri ân sư hay quá. Vậy con xin thay mặt toàn thể đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa Chánh Minh với thời pháp thoại pháp đàm vừa rồi. Thời pháp đại pháp thoại pháp đàm hôm nay đã vừa đủ viên mãn. Chúng con xin thành kính tri ân sư, ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo gia hộ thượng tọa lúc nào cũng được mạnh khỏe và luôn trở lại với đạo tràng chúng con để giảng dạy cho chúng con những buổi học vi diệu pháp thật hay và thật bổ ích cho cuộc sống tu tập của mọi người. Vậy vào giờ này chúng con xin thành tâm kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ lên mít để hồi hướng chúc phúc cho đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị có nghe không ạ? Quý vị có nghe không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe không ạ? Dạ, xin cảm ơn sư cô chú tiểu. Dạ, sư cô sẽ chú tiểu thôi. Xin cảm ơn hạnh phúc hiện tại. Dạ, xin cảm ơn Maha Bất Đúng Mát. Dạ, xin cảm ơn con gà con. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Phú báo phát sanh lên phần pháp đàm. Xin cúng dường đang chia đều toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong rằng quý vị hoan hỷ với quả phước của mình vừa đạt được để thành tựu mọi ước nguyện, nhất là thành tựu được thánh trí đạt đạo quả niết bàn. Bây giờ xin quý vị hãy lắng tâm nghe kinh chúc phước. Tất cả phước báo ơn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì những người. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư tăng các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Giác, Nam mô Sa Khai Giác. Kính chúc quý vị được sự an vui đồng điều nhau cả thảy. Xin giải bích lại đạo tràng. Xin từ giả quý vị, chúng ta sẽ gặp nhau nếu thuận duyên. Tại vì trong mùa này mùa lễ hội, sẽ gặp nhau ở thứ bảy tuần này.